Hello, xin chào cả nhà nha. Xin chào Mô Tô Tuấn Thảo, xin chào Chí Hậu Lâm, Lê Phong, Mô Tô Thắng. Ok, anh em chia sẻ nhá. Thì tối nay mình sell nốt con máy này cho anh em luôn, còn một con duy nhất cuối cùng. Cảm ơn anh em lúc trưa mình đã sell, anh em đã ủng hộ mình. Và hẹn tất cả anh em trong khóa học. Và tối nay mình hướng dẫn cho anh em một chút xíu về Smart Key. Để lỡ may anh em biết, để chúng ta biết đường, để chúng ta làm một chút xíu về Smart Key. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn đồng hành và ủng hộ mình. Thì tối nay mình sẽ chỉ nốt cho cả nhà luôn. Rồi, và cảm ơn tất cả anh em toa hàng lúc chiều đi, và từ bấy giờ mình lại tiếp tục lên toa, và ngày mai thứ ba đầu tuần mình lại tiếp tục gửi anh em đây. Đúng rồi, cảm ơn tất cả anh em đã luôn đồng hành và ủng hộ. Ngày hôm nay mình đi gần 10 toa thì bây giờ mình chưa về luôn, mới ăn bún phở đây này anh em đấy, và đồng thời đã tiếp tục lên toa để ngày mai thứ ba gửi tiếp tục cho anh em ăn, chưa mang chả dĩa chả mâm gì hết. Rồi thì những cái này tiếp tục lại đi ở Bình Dương và tiếp tục đi Phú Yên cho anh em, được chưa? Rồi tặng anh em bộ tài liệu và tham gia khóa học đấy, không có gì hơn.
Đấy, cái này là tấm lòng nhỏ anh em mua lại cái máy của mình, hôm nay mình sale cho anh em và lúc chiều nay đã đi vài máy rồi và kế tiếp nó chỉ còn là chừng này. Đây, cái này anh em tham gia khóa học thì mình tặng cho anh em bộ tài liệu và bộ dây điện nha. Đấy, được chưa? Đó, ok. Rồi, cảm ơn anh em này, bộ dây điện ở nồi côn bẻ độ SH. Rồi, và đặc biệt một máy thiết bị kiểm tra sạc và đo quận, mâm điện 3 pha, test match và nồi niêu xoong chảo bộ dây. Đó, thì cảm ơn tất cả quý anh em. Đấy, từ tối giờ mình lên được trường này. Và tiếp tục cảm ơn anh em này ở Bình Dương nữa, cái này ủng hộ cái máy bản R nha, là cái bản cao cấp nhất của Smartoon. Và chuẩn bị nó sẽ mở qua cái cổng Kalai tất cả những dòng điện từ. Hiện tại là từ 23 cho tới 25, chuẩn bị từ 26 tới 2021. Nó sẽ qua cổng Kalai trên cái bản R nha các bạn. Cái bản này là cái bản cao cấp và đắt tiền nhất. Rồi anh em này mua lần ủng hộ luôn. Và tiếp tục mua luôn cái máy xúc rửa kim phun bùng đốt. Bản này cao cấp nhất. Bản này sẽ kế tiếp sẽ cập nhật cho anh em về mở tour qua những dòng xe điện từ 2016 cho tới 2021, kết nối qua cổng Carline thì chúng ta sẽ mở những cái dòng xe điện từ và đồng thời chúng ta tăng tốc và chúng ta sẽ đẩy bộ nồi này lên thì sẽ có cảm giác cực kỳ là phê. Rồi, cảm ơn người anh em ở Bình Dương. Bình Dương đi khá nhiều từ bữa giờ, khá là nhiều anh em ở Bình Dương ủng hộ mình và ở Hà Nội. Rồi, cảm ơn Bình Thân, Bình Dương. Rồi, cái này em tiếp tục cảm ơn anh Honda Đức. Cái này anh này ở Bình Thuận. Và anh này sẽ là ủng hộ con Smartoon bản 3F và một bộ nồi để về nhà anh mở tour và anh trải nghiệm cái bộ nồi của em xem phê không. Phê thì lần sau anh lại ủng hộ. Và hẹn anh khóa học online kế tiếp sắp tới diễn ra. Khóa này khá là đông cho anh em. Đấy. Khá là đông cho anh em cái ca học vào khóa này. Và cái bản này sẽ là cái bản 3F. Mình sẽ xin dấu số điện thoại 3F 165631, cái này anh Honda Đức. Và sáng mai sẽ là thứ ba mình gửi, sẽ là ngày 19 tháng 10 2021 tại ga Đình Tuấn. Thì anh em giữ những cái này phiếu bảo hành và tượng trưng cái này là series của máy 3F 167631, cái này là thông tin. Rồi, cái này được bảo hành cho anh em 1 năm. Đó, ok. Rồi, anh em nào muốn mở tour remap nạp file, muốn một con này sử dụng hết tất cả chức năng thì các bạn cứ comment. Tuấn tặng anh em bộ tài liệu nữa. Rồi, anh này còn thiếu bộ tài liệu. Ok luôn, bộ tài liệu cho anh trai. Rồi, anh em chia sẻ nhiều lên, mình sẽ demo cho anh em về Smoky. Rồi, cảm ơn anh Đức nha. Rồi, tài liệu thì mình tặng cho anh em được cái này, một quyển trắng đen. Kế tiếp mình sẽ dạy anh em vào những cái chỗ trống, anh em hãy lấy bút điền vào những cái quan trọng nhất trên cái thông số hoặc đồng thời trên những con cảm biến chúng ta bẻ TBS hoặc là những thông số như thế nào. Thì những cái đoạn trống như thế này, kể cả Smoky hay là bên dưới trống này, anh em có thể ghi ghi chú vào. À, đấy. Đấy, những cái ô trống ở đây này, anh em có thể ghi những cảm biến vào. Mình sẽ chỉ nốt cho anh em đây. Và chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Rồi, một quyển màu khá là đầy đủ và một cái sơ đồ mặt điện nhỏ nhoi. Anh em về nhà tham khảo. Đó. Thì dạo này mình lên máy liên tục cho anh em. Rồi, tí nữa anh em từ từ xem, em sẽ chốt cho anh em. Đó, rất là nhiều.
À, những cái này thì mình không có máy cũ nha anh em. Cái này mình chỉ có máy mới thôi. Riêng Motocam thì mình có máy cũ. Đó. Bộ dây điện còn có khoảng chừng này nữa là hết. Anh em tham gia khóa học online thì mình sẽ tặng luôn. Đó, anh em nào đăng ký trước thì được trước, không là hết, chứ không còn nhiều. Rồi, còn khoảng 3 bộ nữa nhé. Anh em nào ok thì ngày mai mình gửi luôn. Đây, còn cái thùng không. Đấy, để kế tiếp để chúng ta tham gia khóa học này cho nó đầy đủ. Bắt đầu từ lúc 19:30 cho tới 22 giờ hàng đêm. Đây, còn bộ 3 bộ duy nhất. Anh em nào tham gia khóa học online mình tặng, còn anh em nào không tham gia, anh em có nhu cầu mua thì mình bán luôn. Để chúng ta nghiên cứu. Ok, thank you cả nhà. Thì máy Smart Tool này nó sẽ là có 5 bảng cho anh em. Một bảng là 8 triệu rưỡi để chúng ta đọc thông số và đồng thời nạp file cho những dòng xe 23, 25 thôi. Còn bảng 9 triệu 8 là chúng ta làm được Smart Key. Bảng 11 triệu chúng ta tăng tốc lên là tua được đồng hồ. Và cái bảng S là bảng 15-8 thì chúng ta mở tua remap được những dòng xe Winner ở SH Ý, Vision cũ, AB vân vân. Và cái bảng này chúng ta sẽ remap thêm những dòng xe điện từ 2016 cho tới 21. Thì mỗi cái máy nó thêm tiền thì nó thêm một cấp bậc, còn tất cả thông số đều như nhau. Như máy này cao cấp nhất thì nó hơn thằng này là mở tua của những dòng xe 2016 cho tới 2021. Đó. Nó hơn nhau mỗi chức năng đó thôi. Còn tất cả đều làm việc như nhau. Sờ mắt kia tua đồng hồ chẩn đoán như nhau hết. Đấy. Các bạn chuẩn bị nâng cấp từ xa. Nó sẽ mở qua cái cổng Calais. Đây. Rồi, cái này ở Bình Dương nha anh em. Rồi, bản này cao cấp nhất là 3R165812. Số seri máy đi theo cái hộp. Rồi. Rồi, cái này mình ghi lộn rồi. 165812 đúng rồi. Ok. Đó, 165812. Nó sẽ đi trùng với cái vỏ ngoài này. Thì cái giữ anh em giữ cái đó. Ok. Các bạn nào thích thì mình tặng cho cái máy này, có cái gì đâu. Anh em nào đêm nay dám chốt một máy không? Ở Sơn Nam dám chốt một máy, mình tặng cho anh em cái tập thể dục này ngay. Có đồng ý thì bấm số 1. Đồng ý không? Đồng ý bấm số 1. Con máy này mình mới mua về hôm kia kìa, mình tặng anh em luôn rồi. Sắm chơi không? Ai chứ Đình Tuấn nó đâu có ngán đâu. Nếu ok là hoan nghênh là bấm số 1 nào. Tí nữa mình sẽ bán một cái máy tặng anh em cái con xe này luôn này, con tập thể dục này luôn. Đấy, vừa rồi mình mới mua tiền ship về đây hơn 200 ngàn bởi vì nó nặng mấy chục ký này. Có cái gì đâu, riêng với Đình Tuấn là bán máy tặng cái xe đạp này là chuyện bình thường, chứ có cái gì đâu. Về đạp hơi bị phê, tập thể dục. Bao nhiêu người bấm số 1 nào, để tí nữa tặng quà luôn nào. Trời ơi, có cái gì đâu. Với Đình Tuấn cái này là quá bình thường anh em ạ. Nếu anh em đồng tình bấm số 1. Quan trọng anh em còn dám chơi không, chứ Đình Tuấn là cân luôn. Đúng không? Trời ơi, cái này tiền ship ở đây nữa, hai củ gần ba củ anh em ơi. Cái này lên mà đạp tăng tốc, yên có thể tăng giảm. Đấy, còn cái khóa ở đây mình để cất ở trong kia. Đạp sướng. Đó. Rồi, cảm ơn những tấm lòng của anh em. Mình luôn luôn lên toa và gửi đến anh em toa hầu như lên chạy liên tục. Ngồi tăng tốc để bô. Và đêm nay mình tiếp tục sale cho anh em cặp máy này luôn. Đây là cặp cũ 168, mình tặng cái này và tặng cho anh em phần quà kế tiếp. Nếu anh em thích thì mình tặng cho anh em cái xe máy đạp thể dục luôn. Được chưa?
Đấy, nếu anh em nào thích vừa rồi bấm số 1 mình tặng luôn đấy, cái máy tập thể dục. Rồi thì bây giờ trên tay của mình không còn máy nhiều, chỉ còn một con máy Motosken cũ này. Giá dưới 10 triệu bao anh em nhóm học online và bộ tài liệu. Giống như lúc trưa mình nói, còn một con duy nhất. Con này thì chúng ta sẽ đọc full về thông số. Và để dành cho anh em chỉ có làm về chẩn đoán xe và anh em chuyên làm key. Đó, chuyên làm key. Sau này anh em về nhà kiếm cơm được thì anh em đầu tư thêm con motobox. Mấy triệu nữa thôi. Để chúng ta về nhà chúng ta có thể tua đồng hồ, chúng ta nâng cấp phần mềm, chúng ta hiệu chỉnh AF. Thì cái máy này phải cần có motobox. Đó. Còn anh em nào mà cảm thấy ok mới đầu tư thì chúng ta đầu tư cái máy này để về nhà kiếm cơm cái đã. Rồi cố gắng làm dùng cái máy này phát huy. Máy cuối cùng để mình tặng nhóm học online về máy cũ. Còn máy mới là mình tặng hết nha. Hôm nay mình sell cái máy cũ còn cái máy cuối cùng. Dưới 10 triệu các bạn sẽ được tặng bộ tài liệu và nhóm học online kế tiếp 15 đêm. Để về nhà anh em biết về xe FI. Dùng máy này để kiếm cơm. Sau này có tiền có nhu cầu bổ sung thêm con motobox. Thì nó sẽ đầy đủ thêm chức năng. Tua olio, giả lập tín hiệu và chúng ta có thể nâng cấp phần mềm và có thể hiệu chỉnh cho nó ăn xăng và nhạt xăng. Gọi là đập và nhạt xăng. Thì sau này sẽ dùng thêm con motobox này. Ok chưa? Đó. Ok, quang mạnh. Sale luôn cho anh em luôn, chẳng có cái gì cả. Bởi vì mình thích thì mình làm. Máy cuối cùng. Dưới 10 triệu tặng nhóm học online 3 triệu và bộ tài liệu. Hôm nay anh em mua hết rồi, còn một máy cuối cùng. Rồi, còn cái máy này sẽ là 16 triệu 800 mới. Tặng cho anh em một phần mềm Motodata 1 triệu và tặng cho anh em con bốc và kèm theo bộ tài liệu và tặng nhóm học online máy mới bảo hành tất cả 1 năm. Bộ cuối cùng đêm nay anh em muốn thì Tuấn tặng gì, còn cặp cuối cùng sale luôn cho cả nhà. Bữa nay mình làm ăn trúng anh em à, mình chẳng có gì phải ngại. Có thể con máy này hiện tại mình vừa rồi mình thu vào hơn 10 triệu. Dạo mà máy chưa khuyến mãi đấy, con máy này mình thu lại của anh em hơn 10 triệu. Mình bán ra thì mình phải có lời. Nhưng hôm nay mình bán lỗ luôn cho anh em và tặng nhóm học online và bộ tài liệu là anh em biết rồi. Thì buổi trưa nay mình sell tất cả 5 máy cho anh em, nhưng thật sự anh em ủng hộ tới 4 máy. Chiều nay mình ship 2 máy rồi, giờ 2 máy ở đây. Và kế tiếp nó sẽ là con máy cuối cùng cho anh em nào nhanh tay lẹ mắt. Thì mình chia sẻ với các bạn và anh em máy nào nó cũng như nhau hết. Chẳng qua là sử dụng rồi, còn chức năng cáp đều như nhau. Đây, hai con bốc này hiện tại đang chênh lệch nhà giá. Con này con mới thôi, chức năng sử dụng như con này. Đấy, con này nó không có hộp thôi. Còn sử dụng như nhau và giá của nó sẽ rẻ hơn, tiết kiệm hơn. Tiền còn lại các bạn đầu tư bộ khóa Smart Key cho Đình Tuấn. Đấy, hãy làm một chiến lược hay để thay đổi cửa hàng và tay nghề. Rồi thì mình hướng dẫn cho anh em cái vấn đề đọc key này. Một con xe nào mang vào cửa hàng anh em, nếu mà tìm xe không được mà cái cầu chì nó nuôi cho SU này cháy liên tục thì nó bị chập với con iốt bảo vệ này. Nó chập con này thì cầu chì sẽ cháy liên tục. Thì riêng cái nút nhấn mà hai rắc này ấy, thì anh em phải khui nó ra. Khui một góc này hoặc đồng thời chúng ta dùng cái cưa sắt cắt hộp và dán keo lại. Còn cái riêng cái dòng xe rác này thì nó có cái nút chụp, nắp chụp nó chụp vào.
con iốt nằm ở đây. Cái này nó chỉ có quá dòng phát bụp thì lúc này cầu chì sẽ cháy. Được chưa? Cứ cầu chì các bạn cứ thả vào, nó là ở chân 33. Đây 333 ở dưới này đây. Đó. Chân này luôn luôn có điện áp 12V ngang ngửa với bình điện. 23, 24 và chân này sẽ là chân mát và điện áp 12V để nuôi cho cái linh kiện điện tử này. Nó phải cần có nguồn, có mát trực tiếp, mát sườn, 12V trực tiếp từ cầu chì. Nếu cầu chì này cứ nổ như đom đóm thì các bạn phải cần rút con SU này ra. Các bạn hơ, các bạn lấy con này lên. Hoặc các bạn có thể nôm na đơn giản, các bạn lấy mỏ hàn, các bạn dí vào cái chân này, nếm chì vào cho nó nóng, và các bạn lấy tu vít dẹp, các bạn bậy cái chân này nhấc lên cho nó không dính cái bên này nữa, là anh em sẽ đọc được key. Nếu đọc được key, nếu nhấc nó lên được rồi, nếu mà tìm xe được là ok. Không tìm xe được nữa thì các bạn phải đọc key để các bạn thay thế cái hộp SU này. Phải đọc key. Đó là nguyên nhân xảy ra cho anh em trên con này khi các bạn sạc quá dòng hoặc là một cái điện áp nào nó lớn hơn cho phép thì con này nó sẽ bị chập. Đó. Và cầu chì cháy liên tiếp, cháy như kiểu như mưa, các bạn thả vào là cháy. Con này dưới 10 triệu. Anh em là chốt nhanh còn một cái giá cuối cùng, và mình sẽ tặng anh em nhóm học online kế tiếp. Mình chuẩn bị dạy cho anh em 15 đêm, khóa học này có vẻ là khá là đông. Còn anh em nào không có điều kiện mua máy thì các bạn tham gia khóa học được tặng bộ dây điện và một bộ tài liệu tương đương. Rồi, coi như cái hộp này chúng ta chết, chúng ta đã thay thế con khác, hoặc chúng ta bậy một cái chân lên và chúng ta sẽ đọc key để chúng ta thay một hộp SU mới. Đây, coi như này là hộp ok, hộp mới. Rồi, hộp này chúng ta đã bắt bận ra sai thì anh em phải cố gắng đọc được key. Đọc được key. Và hôm nay mình chỉ cho anh em một cách đọc bất kỳ một hộp SU nào. Hai rắc không bao giờ chết. Và không bao giờ các bạn hàn mối hàn nó lại bị như thế này. Và nó sinh ra chập và đồng thời SU sẽ bị gây ra chết như thế này. Chỉ cần những cái linh kiện nhỏ li ti này các bạn và anh em hàn, nó chỉ cần rung tay. Hoặc đồng thời nó bị nhiễu trì. Nhiễu trì. Thì đương nhiên hộp SU này sẽ chết. Thì anh em hãy hạn chế cái sự chết đó lại. Thì hôm nay anh em hãy chịu khó chia sẻ nhiều nhóm lên. Hương Đường chốt cho em con máy đó đi anh Tuấn ơi, anh comment cho em vào cái số điện thoại Zalo. Đây. Và thì Tuấn còn một cái máy này, máy của nhà. Anh em nào chốt con máy này dưới 10 triệu tặng nhóm học online bộ tài liệu, anh em truy cập vào cái số điện thoại ở bên trên. Trên này. Đó. Số bên trên nha anh em, 0909 75993. Anh em hãy truy cập vào Zalo để anh em chốt. Rồi, con này sẽ là máy 7 nha anh em, hàng cũ. Rồi thì bây giờ đơn giản, nếu chúng ta xử lý được cái con iốt này thì chúng ta sẽ là cắm vào, chúng ta đọc cái key để chúng ta mua qua hộp mới như thế này.
Rồi, đầu tiên, bước đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh em đọc trên hộp SUSH một rắc. Và nghiêm cấm bất kỳ anh em nào chúng ta sử dụng không nên hàn khi tay hàn chúng ta chưa chuyên nghiệp. Thì chúng ta hãy chọt que. Đó. Nếu chúng ta hàn chuyên nghiệp thì không sao, các bạn và anh em đừng có hàn. Đừng có hàn nha. Chúng ta hãy dùng cái kim để chúng ta cắm vào. Và vị trí tay thì chúng ta hãy để ở đâu đấy cho nó có điểm giữ như thế này. Ở đôi tay. Hoặc là anh em để ở đây. Những cái hộp này thì không sao cả. Đọc chật thì đọc lại. Cái quan trọng là hai nút nhấn nó mới gọi là căng và khó, dễ chết. Rồi thì anh em nào ok thì hãy truy cập vào số điện thoại của Điền Tuấn nhá, 0909 755 993. Hy vọng rằng những cái clip, những cái video của mình nhỏ nhoi này mang lại cho anh em nhiều cái cảm thấy chúng ta sẽ nâng cao về tay nghề hơn, và đặc biệt đôi tay này xử lý ok hơn. Mình một con còn một con cuối cùng nha anh em. Còn con cuối cùng. Rồi, số Zalo mình đã để lên bên trên 0909 755 993. Anh em nào truy cập thì chốt nốt con này. Và con này nó sẽ đọc được key và đồng thời nó sẽ đồng bộ cho anh em. Rồi, chúng ta sẽ kết nối với Smart Key. Không cần giữ cái này vội. Và hạn chế anh em không để cái que vàng này nó quẹt vào những cái thanh này. Lỡ vào, nó vào nguồn thì nó có ảnh hưởng cho thiết bị máy. Đấy, có thể nó sẽ chết linh kiện ở trong máy. Thì chúng ta phải gửi đi để chúng ta bảo hành hoặc sửa chữa. Nó mất thời gian chúng ta. Đấy, hy vọng ở đây những cái thanh sắt chúng ta không hiểu chân nào chân nguồn, chân mát thì anh em đừng để quẹt ở đây. Đấy, chúng ta làm chúng ta hay dí vào đây này. Đó. Đó, tránh tình trạng quẹt chạm vào đây. Rồi, đồng tình thì hãy cho xin một cái like. Được chưa? Rồi chúng ta vào đúng vị trí của Smart Key. Anh em nhìn thấy rõ không ạ? À? Mình sẽ hạ camera xuống một tí. Rồi. Thì ở đây có sẽ có 3 hạng mục cho cả nhà chọn. Honda, Jam và Suki. Rồi, ở đây Honda có rất nhiều A-Black, Glitch, Lich, P6. Rồi P6 Husky, SH-MO rất nhiều. 19 2020. 300i Scorpio Valeo Vision. Đây, Vision 2021. P6 Scorpio H. Rồi thì xe này nó sẽ là SH. SH. Đây 219. SH-MO cũng được. Bởi vì bản thân nó sử dụng đều như nhau. Những cái dòng 219 đổ lại 216 sử dụng như nhau. Đấy. Trừ khi nó sẽ là 02020 thì nó sẽ là sơ đồ cắm chân khác. Thì mục tiêu của chúng ta hãy nhìn vào cái sơ đồ hoặc đồng thời trên app vị trí đọc. Ở đây là con vi xử lý. Thì các bạn sẽ hít ra cái đường này nó sẽ chạy vào con vi xử lý. Nhiều lúc các bạn ở đây đọc không được, có thể đứt cái chân chạy vào vi xử lý cũng có. Hoặc đồng thời chết linh kiện. Ở đây, anh em nhìn thấy ngay cái núm này. Đấy, nó nằm sát ở cái góc. Ra đây. Thì anh em hãy cắm đúng cái vị trí này. Là chúng ta đọc thôi. Đó, cái nốt trên này. Sorry anh em, đây chéo góc trên này. Nó gần với con điện trở đen đen ở đây. Đó. Đây mình sẽ chiếu cho anh em sáng lại một tí nữa.
bật ballad lên. Đây, anh em thấy cái đường nó chạy vào con vi xử lý không? Đó. Đây, các bạn sẽ đọc ngay góc này gần cái con điện trở đen nhỏ xíu xíu. Đó, nó chạy vào ngay chân số 1 của vi xử lý. Vi xử lý thì đếm số 1 ở đây, nó sẽ chạy ở đây và chúng ta sẽ đếm quay lại. Đấy, 1 có thể 2, 3, 4 chân khoảng bao nhiêu đấy, ngoài cùng. Rồi dí vào chấm này chúng ta đọc kỳ. Nó đơn thuần là như thế. SHMO cũng được, như nhau. Rồi chúng ta ở đây có cái phần lập trình đọc tìm SMID thì chưa có, chúng ta vào đọc. Ok. Thì chú ý không chạm tay vào cái dây vàng khi đang đọc. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đọc. Rồi, giữ ở đây. Sai chúng ta có thể đọc lại bình thường. Đọc. Rồi thì quan trọng nhất là con này nó đã chết rồi thì anh em mua cái hộp mới. Về nhà cái quan trọng nhất là anh em sẽ thay đổi cái mã ECMID. Này. Đúng không ạ? 0527411120. Thì chúng ta chỉ cần lắp cái con SU này và cái FOB mới thì tự động lên trên xe nó sẽ nổ. Đấy, cực kỳ đơn giản, khi các bạn mua mới về nhà thì đương nhiên nó sẽ kèm theo một cái FOB. Đó, thì chúng ta sẽ đưa cái mã ECMID nó sẽ thay thế vào trong này và tự động nó sẽ đồng bộ với IC ở trên xe. Khi chúng ta mua con mới về nhà thì đương nhiên nó chưa đồng bộ với cái mã ECMID. Nó mới đồng bộ key thôi. Key là cái FOB, là cái remote với cái hộp này. Đó. Rồi, chúng ta sẽ chụp hình lại. Rồi chúng ta sẽ ok, chúng ta sẽ lấy con này ra. Thì trước khi lấy thì chúng ta hãy chụp cái màn hình lại. Nó cực kỳ là đơn giản khi chúng ta làm smart key. Rồi. 0527411120. Rồi, mình còn một con máy cuối cùng đêm nay mình sale cho cả nhà, tặng anh em nhóm học quý báu nhất là 15 đêm. Để chúng ta diễn hết về hệ thống FI, hết về khóa, hết về ban bật và cách sử dụng hết công suất của cái máy này thì anh em comment nhanh. Rồi chúng ta sẽ rút nguồn ra. Rồi chúng ta cục này đã chết. Đúng không ạ? Đã chết. Rồi chúng ta lại kết nối máy lại. Cắm hộp SU này vào, chúng ta sẽ đọc và đồng thời chúng ta sẽ thay thế cái mã ECMID. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc cái đó. Rồi. Chúng ta tiếp tục vào cái lập trình khóa smart key. Tất cả chúng ta sẽ làm khóa nó ở trên cái máy này hết, không cần phải sử dụng bằng tay. Chọn vào SHMO cũng được, SH219 cũng được. Rồi chúng ta lại tiếp tục đọc. Ok. Ok. Rồi chúng ta sẽ nối dây vàng vào ngay cái điểm lúc nãy. Rồi xong. Tiếp tục.
Rồi, con này có thể đọc không được thì các bạn có thể rút nguồn ra. Đây, rút nguồn ra. Rồi, anh em chờ chút xíu chúng ta sẽ cắm vào. Rồi, chúng ta sẽ thao tác lại, không có gì cả. Rồi, lập trình Smart Key. Honda Smart Key. Anh em nào vốn ít sử dụng con máy này, dần dần chúng ta sẽ đầu tư và nâng cấp thêm. Đọc. Ok. Ok. Rồi, chúng ta sẽ kết nối cái dây màu vàng vào đúng vị trí. Ok. Chưa bao giờ có thì Tuấn tặng cho anh em nhóm học online 15 đêm. Rồi, vậy là cái hộp này chúng ta mua về nhà nó bị lỗi. Lỗi liên tục. Chúng ta mua phải cái tiệm nào đấy, cục này nó bị lỗi mất tiêu rồi. Đấy, cửa hàng này dán ok. Nhưng về nhà chúng ta lại đọc nó không ra cái gì cả. Thì nó bị lỗi. Thì lúc này anh em hãy mang đi đổi cái hộp khác. Được chưa? Đấy là nó bị lỗi, mình sẽ đi mua hộp khác cho anh em xem. Cái này là mình live stream cho anh em trực tiếp ở trong fanpage, không có chỉnh sửa như kiểu YouTube. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đi mua hộp khác cho anh em. Nó bị lỗi thấy chưa? Nó bằng điện tử thì chúng ta không biết được điều gì xảy ra. Đó, không biết được điều gì xảy ra. Rồi bỏ con lỗi, tí mang đi phụ tùng đổi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy con kế tiếp. Đó là chuyện bình thường. Rồi bây giờ chúng ta lại đi mua con này mới, là con này đúng mới luôn, chưa có dấu trọt với kit. Rồi lại đi mua con mới tiếp. Rồi để chúng ta xem nha, đêm nay chỉ còn một con, anh em nào chốt đặt cọc trước thì quyền sở hữu sẽ về anh em. Thì anh em hãy vui lòng truy cập vào Zalo 0909 755 993, và anh em nào chuyển cọc trước 1 triệu thì cái máy này sẽ quyền sở hữu của anh em, và gửi cho mình địa chỉ và số điện thoại, mình sẽ gửi cho anh em. Hy vọng rằng cái máy này và khóa học online sẽ giúp ích được nhiều anh em thợ. Còn một con duy nhất, anh em nào cọc trước tiền thì quyền sở hữu sẽ thuộc về anh em. Rồi chúng ta sẽ thoát ra. Cái này làm điện tử chúng ta không thể nào mà nôn được. Đó, hãy kê vào cái bàn cho nó ok, tay chân cho nó khéo léo vào. Rồi đọc. Rồi thấy chưa? Đó, đúng rồi, chúng ta không biết đường nào mà lần cả. Thì ra phụ tùng người ta bảo, ừ anh ơi con này con mới mà thật sự nó bị lỗi. Đấy, ok không? Đồng tình bấm số 1. Tí nữa mình sẽ đọc lại con này cho người ta. Bởi vì nhiều người phụ tùng người ta chỉ biết là bán thôi, người ta không có thử. Đấy, người ta có thể không có máy để người ta thử, người ta chỉ biết là bán hàng mới. Nhưng đôi khi nó bị lỗi gì đó thì chúng ta sẽ không thể nào biết được. Rồi bấm cho cái ok để chúng ta có tiếp tục làm tiếp cái video. Được chưa? Đó. Nó đơn thuần là như thế.
Thì đơn giản thôi, bây giờ anh em đọc cái hộp kia ra, ví dụ như kiểu số điện thoại 0909 75993 đi, thì các bạn thay vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay thế này để đồng bộ này. Không biết anh em có hiểu không, thì đơn giản thôi, cái hộp kia chết đọc ra là cái số 0909 75993 đi. Đúng không? Rồi. Thì đơn giản anh em thoát ra. Anh em vào lập trình SU. Cứ bấm OK. Thì lúc này các bạn vào cái phần đồng bộ SU và ECM. Đó, bởi vì cái con kia chết chúng ta đã đọc ra cái mã ECM ID rồi. Ví dụ như kiểu số điện thoại của Đình Tuấn đi. Thì chúng ta sẽ đồng bộ vào, nó sẽ nổ. Đây. Đó, đúng không? Thì các bạn chọn cái cách nhanh nhất là kiểu 2, đừng chơi kiểu 1. Kiểu 2 là không cần đồng bộ, à không cần FOB đấy. Đấy. Nó cực nhanh. Kiểu 1 là có FOB mất công, anh em phải bấm, phải chỉnh sửa. Đỏ qua xanh, xanh qua đỏ, hoặc là bấm. Chọn vào kiểu 2 cho nó nhanh. Rồi, không cần phải sử dụng cái FOB nữa. Rồi. Bấm. OK. Thì lúc này máy bảo chúng ta là chuẩn bị cái mã ECM ID đã đọc nằm trong cái hộp chết ra. Rồi, số điện thoại Đình Tuấn đi. Rồi, các bạn nhập vào 0 9 rồi 0 9 rồi 7 5 5 9 9 ơi, cái này nó chỉ có 9 số thôi, điện thoại chúng ta là 10 số. Rồi. Anh em phải giữ cái dây vàng để nó sẽ đẩy cái dữ liệu chúng ta nhập là cái mã ECM ID này, nó sẽ chạy vào đây. Vào con vi xử lý là xong. Rồi. Đó, anh em thấy nhanh không? Thì lúc này các bạn và anh em chỉ cần mang cái hộp này gắn trên xe là xong. Là đồng bộ SU và cái mã ECM ID trên xe là 0909 75993. Là nổ thôi. Rồi, ưu đãi cho anh em nha. Máy này dưới 10 triệu cho anh em. Dưới 10 triệu. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại rằng đã thành công chưa để cho chắc ăn. Thì chúng ta lào một lần nữa, đọc kỳ. Thoát. Đó. Đấy. Đồng bộ xong. Và nếu mà bị mất FOB thì chúng ta vào cái phần đăng ký. Đây, ví dụ khách hàng có nhu cầu đăng ký khóa, chìa. Máy hỏi mất tất cả khóa hoặc là đăng ký thêm khóa, hỏi hết. Thì bây giờ mất hết thì vào phần đây. Nếu bây giờ khách hàng có một chìa muốn đăng ký thêm một chìa thì vào phần trên. Đấy, OK. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại. Cứ làm theo nó, mua một bộ về nhà làm theo nó là chúng ta sẽ giỏi. Và cái máy này nó chỉ cho anh em là tuyệt đối này. Không này. Đấy, chạm dây vàng vào 12V này. Rồi, nối dây vàng này. Cứ để như thế này thì không bao giờ máy nó hư cả. Rồi, đọc. Cái tay này anh em để này, OK thấy không? Xem. Rồi, xong. Đấy, ví dụ chúng ta đi mua về nhà hai cái móc thì ở trong này nó sẽ on 2 key. Đấy, còn một móc nó sẽ on 1 key chẳng hạn như vậy. Cắm lên xe lấy tiền.
Rồi, cái này thì chúng ta đọc cực kỳ là dễ, đọc sai chúng ta có thể đọc lại bởi vì nó ra nhanh. Cái vấn đề quan trọng nhất đêm nay. Là ở cái hộp này. Hộp này các bạn phải khoét. Đấy, bởi vì ở đây là nó hàn hết. Khoát, cái này thì không cần khoét đẹp. Tròn như kiểu chữ O. Cái này các bạn chỉ cần có cái mỏ hàn nhọn đấy, các bạn đẩy một cái hình vuông như thế này, xong bật nhẹ cái nắp này nó ngửa qua bên này, và anh em đọc kỹ và đậy cái nắp nó lại, lấy mỏ hàn hàn nhựa lại là xong, láng o, không cần phải tỉ mỉ, được chưa? Và cái tỉ mỉ, cái quan trọng nhất là một người thợ đọc chứ không cần phải hàn, hàn là nó sẽ bị nhòe hết và đồng thời hư hết mặt bo, bởi vì tay chúng ta cầm mỏ hàn nó rung. Đó. Thì bây giờ bất kỳ anh em sử dụng cái máy Motosiken hay là Smartool bên Đình Tuấn bán thì anh em hãy về nhà làm những cái cây này. Đó. Ok, làm những cái kim nhọn mài bén vào. Cái này có thể đụng vào tay nó xịt máu ngay. Được chưa? Và đồng thời chạy ra tiệm điện mua ít cái ống gen hơ nấu. Đây. Hơ một lần tới 2 đến 3 ống để cho nó cứng cáp cái que này. Đó, rồi. Hay chia sẻ đi anh em. Tí nữa mình lại chốt cho anh em nhiều phần quà hấp dẫn ở phía sau. Được chưa? Đợi. Rút ra, reset máy. Và bây giờ có cái này này, các bạn đừng có ẩu. Bất kỳ một dây nguồn thì các bạn phải hư cầu chì, các bạn phải đi thay cầu chì. Có rất nhiều anh em Tuấn thấy live stream cái dây nguồn này anh em kết nối thẳng với bình ắc quy luôn, không có cầu chì. Có cầu chì để chập chờn gì nó ngắt, không ảnh hưởng cho thiết bị máy. Thấy chưa? Đó. Ví dụ như cái con iốt này nó bị chập. Đó, anh em có cầu chì nó sẽ cháy cầu chì ngay, nó bảo vệ cho thiết bị máy. À, bất kỳ một cái gì cũng vậy, cháy thay cầu chì, đừng có nối trực tiếp. Đó, nó nguy cơ tới thiết bị điện tử. Rồi, cái này chúng ta lại kết nối với máy. Trên đầu. Rồi, cái này thì anh em phải cần có sự chắc chắn. Chắc chắn, không được rủi ro. Và các bạn có thể vào truy cập vào phần mềm, hoặc anh em nào không biết cái chỗ đọc thì các bạn cứ comment, Tuấn sẽ gửi hình. Đây này, anh em chết ở vị trí này này. Đây, anh em hàn vào cột này. Hàn xong các bạn bị dính chì lung tung hoặc đồng thời bay con điện trở. Đó, dây dưới này. Và ở cái mối bên trên này là hàn. Còn các bạn chuyên nghiệp thì không sao. Nhưng cái nhà người ta thiết kế ra luôn luôn có một cái lỗ để cho các bạn đọc. Đây, nó sẽ chạy này. Đó, nó sẽ thông với cái lỗ này. Từ cái miếng hàn này nó sẽ thông vào cái lỗ này. Thì anh em chỉ việc cắm vào hai cái lỗ này thôi, không cần phải hàn. Rồi, mình sẽ chỉ lại một lần nữa. Cái vấn đề này mình live stream khá là nhiều. Hôm nay mình sell con máy này giá dưới 10 triệu, tặng nhóm học online, mình lại sell lại và hướng dẫn lại cho anh em. Rồi, vị trí dây đọc nó chỉ có hai màu dây trắng và màu xanh lá. Trắng sẽ là ở bên dưới. Đây, dây trắng, mình sẽ cầm dây trắng trước. Thì đa số chúng ta sẽ hàn vào đây. Đúng là nhà sản xuất phải làm ra mấy cái cây này mới chuyên nghiệp, nhưng nhà sản xuất có thể nghĩ chưa ra. Đấy. Nên về nhà chúng ta sẽ thông minh hơn nhà sản xuất, dùng hai cái cây này. Đây, chúng ta không hàn ở đây nữa. Chúng ta di chuyển, chúng ta cắm vào đây đây, dây màu trắng. Cuối cùng từ bên dưới nó lại ở bên trên. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cắm hết su vào. Một rác. Rồi, rác bên này không cần.
Mình sẽ quay cho anh em căng led luôn ở trạng thái camera. Rồi, dây trắng mình sẽ cắm vào từ bên dưới, cuối cùng nó sẽ ngoi lên bên trên. Rồi, dây màu xanh ở bên trên nó sẽ nằm bên dưới bởi vì cái đường, cái lỗ bên dưới. Được chưa? Và chúng ta nhìn hai cái que này không đụng nhau thì không bao giờ là đụng. Bởi vì trên này chúng ta đã bọc. Đấy, gen hơi nóng thì nó sẽ bị cấn này. Thì hai que này sẽ không bao giờ gọi là tự đụng. Đấy. Ok. Còn anh em sợ, sợ nó bung ra thì anh em lấy tay giữ. Còn nếu mà anh em cảm thấy tự tin với cái que của mình nó cứng, chắc, anh em thả ra. Đọc cái này thì vào cái bàn làm việc. Đừng có ở đây mất công người ta rung bàn như thế này. Đang chạy, nó vào nó vỗ cái bàn này, mất công hai cái dây nó bung ra. Còn hai cái chân kim này nó chắc thì ok. Rồi, hiểu không? Tuyệt vời không? Thì các bạn có thể đọc ngàn lần cho tới 1001 lần cũng không bao giờ hư. Đấy, bởi vì các bạn hàn, các bạn cứ lem xèm ra, nó hư. Nó chập xong chúng ta tí nữa chúng ta đọc, nó không ra cái gì cả. Rồi, đồng tình cho cái ok, thả tim để cho động lực. Rồi, di chuyển lên đây. À, chia sẻ giùm đi ạ. Cứ thấy xem không, không thấy chia sẻ cho người diễn nó cũng buồn. Xem hay thì hãy bấm chia sẻ. Chắc là xem thầy Lộc phụ hồ hết rồi. Đúng rồi, chúng ta phải thả tim như vậy. Cái này là mình chỉ nhiệt tình cho anh em chứ mình có giấu giếm gì đâu. Cái này mình không phải là mình quay, mình cắt clip, mình đưa lên. Mình đang live cho anh em là trực tiếp. Đấy, hy vọng rằng mỗi người một cái hay hơn để chúng ta xử lý không bao giờ chết. Rồi, chúng ta lại vào vấn đề sở mất kỳ. Anh em nghe cho rõ ở đây nhá. Nghe cho rõ này. Thì tất cả những cái hộp từ 2019 đổ lại, tất cả những cái dòng xe Honda đọc như nhau, Vision, Lead và A-Black, bởi vì nó là của hãng Honda. Nó khác là khác của Lead và Valeo. Nhớ 2019 đổ lại. Còn là Vision 2021 thì nó sẽ là khác. Đó. Chứ không cần là phải xe này là xe A-Black, xe này không phải là xe Lead hoặc Vision, đọc như nhau hết. Đây, mình xóa bỏ cái hộp con này không biết con gì luôn. Được chưa? Mình sẽ vào A Black này, lít như nhau hết. Bởi vì nó là của Honda. Thì chức năng của nó đọc đều như nhau hết. Trừ khi của Valeo. Cái chân ghim nó sẽ khác. À, mặt bo ghim nó sẽ khác. Còn Honda 2019 đổ lại như nhau hết. Rồi, cái này là mình không biết là mã gì luôn. À, mình vào xe lít luôn cũng được. Rồi, thứ nhất kiểm tra hộp. Để cho mình khỏi cần giữ, cho nó bảo đảo. Rồi, tốt, ghi lại cái nữa. Rồi, hai cây này ngon này. Phải chỉ các bạn hàng chưa chắc bằng hai cây của tôi ghi thật. Rồi, tốt, ghi lại cái nữa. Tuyệt vời. Nha. Hãy bình tĩnh để đọc, để lấy tiền, không đi đâu mà vội, cứ phải là vào cứ chập chà chập chờn. Hàn cái để lấy tiền, xong cuối cùng nó xui nó hư. Điện tử mà các bạn, làm điện tử không biết được điều gì xảy ra. Rồi. Ok, đọc sở mất kỳ từ hộp SU. Hôm nay mình sale giá 10 triệu đổ lại con máy này, anh em nhanh tay chốt. Rồi. Ok, cứ vậy là đọc. Rồi, các bạn chờ. Nó chạy xong 100% là các bạn lấy tiền thôi. Đấy, vấn đề là các bạn đọc thôi. Đó. Rồi, vừa đọc cảm thấy tin tưởng. Và cái này mình khuyên cáo các bạn không được vỗ như này, nhưng mình vỗ chơi này.
Này phải không? Này. Bởi vì mình tin tưởng hai que của mình cắm chuẩn. Này. Còn hơn cả mối hàn các bạn không dám như vậy. Các bạn sợ hàn chưa dính. Này. Chết này. Các bạn làm các bạn đọc hàng ngàn lần, hàng vạn lần cũng không bao giờ chết, không bao giờ lem cái mũi chỉ các bạn. Đúng không? Đồng tình, like, chia sẻ. Chia sẻ cho mình đi anh em, cảm thấy điều hay thú vị. À, gửi nồi cho anh rồi anh Quốc Cường ơi. Anh em nào tay nghề yếu hãy cùng nâng tầm thợ máy cùng với Tuấn. Mình chỉ biết rằng ở cái cuộc sống này mình biết được cái gì thì mình chia sẻ cho anh em để chúng ta cùng nhau phát huy lên. Tốt. Anh em kiếm tốt thì gia đình anh em hưởng thôi. Còn chẳng qua bây giờ mình chỉ biết là hôm nay mình sale. Anh em mua máy mình tặng được cái gì, cuộc đời này mình tặng được cái gì thì mình tặng thôi. Được không ạ? 25% anh em cứ chờ đợi chạy tới 100%. Rồi còn cặp máy này anh em nào cảm thấy nhiều tiền, thêm khoảng vài triệu nữa anh em chốt. Có cả motorbox trong nhóm học mình hướng dẫn hết luôn. Đấy, và kể khóa này mình sẽ chỉ anh em tua đồng hồ luôn. Được chưa? Đấy, Smartoon hoặc là Motocan các bạn có quyền sử dụng và lựa chọn. Rồi cặp này hơn 16 triệu. Máy Smartoon này một con đơn lẻ 15.8 cho anh em mở tua, khoái chí luôn, tua đồng hồ. Một mình nó sử dụng hết chức năng. Motocam thì đương nhiên sẽ là chậm chỉ hơn, bền bỉ hơn thì có thể anh em tùy theo anh em sử dụng và có thể phải kèm theo motobox bị chế tặng anh em. Và máy này sẽ là 15.8 và chúng ta có thể mở tua được rất nhiều dòng xe. Rất đơn giản, anh em nào cần cái gì thì các bạn cứ vui lòng liên hệ và comment, đều được bảo hành cho các bạn và anh em trong vòng 1 năm. Đấy. Và đêm nay mình sell nốt cái bộ này, anh em nào có muốn mình tặng cái gì thì anh em có muốn có nhá hứng để chơi với mình đêm nay thì anh em cứ đặt comment. Thì máy Motoscan sẽ tặng motobox. Ok. Đấy, hai con này luôn luôn đi song song với nhau. Tối nay mình sell cho các bạn và anh em luôn. Anh em có nhu cầu tặng cái sản phẩm gì để chúng ta làm kỷ niệm thì đêm nay còn một cặp cuối cùng này luôn, mình để bô cho cả nhà. Và đêm nay sẽ là đêm không còn máy nào ở trong cửa hàng Địch Tuấn, trừ khi một máy Motoscan ở trong cửa hàng hết sạch. Bởi vì dạo này anh em mua máy rất nhiều, bởi vì để cho nó đủ cái khóa học online kế tiếp mình dạy cho anh em. Anh Nguyễn Trung Cường, em không trả lời kịp chứ em có gì đâu mà khinh người anh em. Anh Nguyễn Trung Cường, anh hỏi lại cái gì? Có nhiều lúc em đang nhìn vào đây, anh đặt comment, em không trả lời. Chứ không phải là em khinh anh em tiền nhiều hay tiền ít. Cuộc sống mới hiện tại của Đình Tuấn, mẹ tiền trong tay ôm 10 tỷ, với nhiều anh em không có tiền nó như nhau. Chứ không phải anh có tiền, ông này không có tiền, Đình Tuấn khinh. 10 tỷ với không có tỷ nào như nhau. Rất mong anh Nguyễn Trung Cường thông cảm dùm Đình Tuấn. Ok, còn bây giờ anh hỏi cái gì em sẽ nhìn vào em sẽ trả lời. Rồi, bây giờ anh em có đặt câu hỏi gì trong cái máy này hiện tại nó đang chạy khoảng 7% thì anh em cứ comment ở phía dưới.
Anh em nhiều lúc thông cảm, bởi vì nhiều lúc thật sự rất nhiều anh em comment, em không thể nào đọc được cái comment của anh em. Nên có gì anh em thông cảm, chứ không phải là khinh chê người nọ người kia. Máy nào anh em? Máy này thì sẽ có một người chốt rồi. Đúng không ạ? Còn một cặp này anh em. $16.800 tặng anh em con bốc, tặng anh em nhóm học bộ tài liệu. Còn thích mình tặng cho anh em kỷ niệm một cái món gì đó chơi để bộ đêm nay. Ok. Và cái quý hóa nhất là một cái nhóm học 15 đêm. Mang lại cho anh em nhiều cái điều hay về phút sang điện tử. Rồi, 99%. Rồi, motoscan đang xử lý. Rồi, thì đặc biệt cái cục mà hai nút nhấn này nó khác với cái loại ESU của SH1 rắc. Hai rắc này nó khác bởi vì cái mã SMID nó sẽ trùng với key 1. Đấy nhá. Đấy, nó khác với SH. SH nó sẽ có cái mã SMID và key 1 là key 2. Còn cái này key 1 nó sẽ trùng với cái mã SMID ở đây. Đó. Thì các bạn và anh em chỉ cần đơn giản chụp hình nó lại. Thấy chưa? Rút nó ra. Rồi, chụp hình nó lại. Thì lúc này anh em chỉ cần vào đăng ký FOB. Đây. Chúng ta đọc nó ra rồi thì hãy vào lập trình. Ok. Đăng ký FOB là xong. Thì đương nhiên mất tất cả chìa. Thì khách hàng mới đọc vào đây. Máy lại hỏi chúng ta chuẩn bị cái key là chúng ta vừa đọc ra và cộng cái khóa mới. Máy lại tiếp tục hỏi các bạn đã có key chưa? Mình đã hỏi, ok, đã chụp điện thoại lại rồi. Nhầm nhầm ở trong mồm, ok. Thì lúc này chúng ta hãy nhập cái mã key ID và làm theo máy là xong. Rồi, thì lúc này chúng ta lại lấy cái miếng nhựa chúng ta bỏ vào, chúng ta lấy cái mỏ hàn chúng ta hàn lại. Và dùng con dao bén chúng ta nạo cho nó đẹp đẽ đi. Và lắp trên xe giao cho khách hoặc là thợ. Đó. Ok, dưới 10 triệu đêm nay anh em đã chốt ở trong Zalo và máy này kết thúc. Rồi, cảm ơn người anh em. Rồi, OCK, cáp đồ đầy đủ cho cả nhà. Chúc anh em người này thành công sau khi tham gia khóa học, sau tương lai có thể đầu tư thêm con bốc cũ. Nó rẻ nhau mấy con mới khoảng cả tầm 2 triệu. 2 triệu đó các bạn có thể tiết kiệm không mua con bốc mới. Để các bạn đầu tư một bộ khóa về nhà các bạn đọc như thế này. Còn nếu anh em dư giả thì mua con mới. À, các đồ như nhau hết. Đây, mới ở đây có cái hộp thôi. Còn chức năng làm việc đều như nhau. Tiết kiệm được 2 triệu. Mua bộ ổ khóa. Rồi, bây giờ còn một cái cặp máy duy nhất, các bạn có nhu cầu gì, các bạn cần chốt, cần tư vấn cái gì thì các bạn cứ đặt comment nếu anh em nào có nhá hứng thêm mấy triệu nữa. Rồi, anh em nào có nhu cầu đặt comment ở hỏi cái cặp này thì các bạn cứ đặt comment, sell nốt cặp cuối cùng. Đang ăn sửa xe, anh em hỏi con gì ạ? Thì anh em hãy viết rằng can mới, bốc mới. Để Điền Tuấn dễ tư vấn. Thì anh em cứ để nhắn comment bảo can và bốc mới, ghi chữ can thôi. Rồi cộng bốc m b đây, ghi ba số cuối này thôi là mình hiểu. Đấy, chữ can và chữ bốc b o mới mình sẽ trả lời cho anh em. Rồi, tí nữa mình sẽ hướng dẫn tiếp smart tool cho cả nhà.
đêm nay luôn. Mỗi cái máy nó có một cái thú vị riêng. Con này 6 triệu mấy mình đang sale còn hơn 5 triệu các bạn. Ok, còn mình mua Motoka mình tặng luôn con này. Con này 6 triệu 8 đang sale cho anh em còn hơn 5 triệu. Nhích 5 triệu. Rồi con này 4 triệu như nhau, rẻ hơn được hơn 1 triệu. Nhà 4 triệu so với con này mới hiện tại là 6 triệu 8 đang sale còn hơn 5 triệu, con này còn 4 triệu. Rồi các bạn cứ quyền lựa chọn. Cáp đồ ok hết cho anh em. Chẳng khác nhau cái gì giữa cũ và mới. Bốn triệu, hơn 5 triệu. Mua máy Motoscan tặng luôn bốc, tặng nhóm học online và tặng thêm cái món gì làm kỷ niệm. Cặp cuối cùng đêm nay. Rồi anh em nào có nhu cầu hỏi nữa không ạ? Chúng ta hỏi đi. Em đang nhìn màn hình. Có nhiều lúc anh em lại comment em đọc không được, xong nhiều anh em lại bảo mẹ Đình Tuấn này địt mẹ nó khinh người thì bỏ mẹ hết. Đình Tuấn này nó sống ok lắm đấy. Sống với Đình Tuấn này mà nó phải chất anh em ạ, nó không có thể nào lèng èng được cái gì ra cái đó. Còn anh em sẽ là anh em mãi dù thằng tiền nhiều hay tiền ít như nhau hết. Với Điền Toán lúc này thì tiền nhiều tiền ít nó như nhau hết. Thằng may mắn thì kiếm được tiền nhiều, thằng không may mắn thì chưa có tiền nhiều thế thôi. Thì chúc tất cả anh em nào ai chưa may mắn thì kiếm được tiền nhiều. Còn các bạn tham gia khóa học online không mua máy, các bạn sẽ được tặng bộ tài liệu và bộ dây điện. Còn anh em nào ok thích chốt, còn 3 bộ ok để bôi cho anh em luôn. Của Sở Bất Kỳ ấy, mua về rồi chúng ta nghiên cứu. Dây điện chuột cắn luồn vào lượm lúa 1,5 triệu, 2 triệu bộ dây điện luôn, 2 triệu. Về nhà cắt rác cũng có lời. À lớp dạy trực tiếp phải hết Covid ăn ơi, chắc chuẩn bị ít bữa nữa đi. Nếu mà hết ok em chạy ra Hà Nội một khóa nữa. Còn trung tâm em đào tạo thì phải hết cái dịch Covid này. Để cho nó đi hết tất cả đường, chúng ta không cần phải test nhiều. Thì Điện Toán sẽ mời anh em tham gia khóa học trực tiếp tại đây một chuyến. Rồi, về máy Motoscan và Motobox anh em không hỏi nữa đúng không? Hỏi cái gì thì các bạn cứ trả lời. Nó có chức năng làm gì các bạn cứ hỏi và trả lời. Không hỏi nữa thì Điện Toán sẽ chuyển qua máy khác. Rồi, mình sẽ phép được dẹp. Ok, cặp này hơn 10 triệu nha. Nguyễn Khoa, bộ khóa hết rồi, an toàn là khóa mới không anh ơi, trên 2 triệu không anh ơi, khóa cũ hết rồi. Rồi, máy cũ Motoscan mình hết nha, anh em đã chốt, còn cặp máy mới. Rồi, bây giờ chuyển qua Smartoon. Rồi, mượn anh em livestream đêm nay, mai giao hàng. Khóa online 3 triệu tặng anh em bộ tài liệu và bộ dây điện thì hầu như nó hết 1 triệu rồi, hơn 1 triệu rồi nha anh em. Tính ra còn hơn 1 triệu thôi. 15 đêm bao anh em phê. Từ tới FI cho tới ban bận. Bởi vì mình là thợ sửa xe máy đi lên, chứ không phải là một người chuyên dạy lý thuyết. Nên anh em yên tâm, có rất nhiều ban bận và pha xử lý cực kỳ là đặc cấp. Rồi, Smartoon sử dụng một mình nó cô lập với tất cả
thì chúng ta sẽ xem. Rồi thì tất cả cáp của nó đây mình sẽ giới thiệu luôn, và ngày mai anh em nào đang xem live ở đây thì biết sử dụng luôn. Rồi chúng ta sẽ dẹp qua góc một bên. Ok, khá là nhiều. Và bản này sẽ là bản cao cấp nhất cho anh em mở tour đề từ, đúng không ạ? Từ 13 cho tới 2021. Đấy, khá là nhiều. Rồi, bây giờ nó còn cái túi không và cái quyển hướng dẫn catalog. Anh em về nhà có thể đọc sơ qua. Và mình hướng dẫn hết rồi thì không cần đọc túi không. Rồi, cái rắc này sẽ là rắc cam để chúng ta đọc những cái dòng xe gì. Lvit, khóa Smoky, ABS. Xe đó thì tiệt chủng rồi, chắc cáp này ít sử dụng. Rồi chúng ta sẽ bỏ bì luôn. Đấy, cáp sẽ mang ký hiệu 07. Và đặc biệt ở đây sẽ có cái cục đổi nguồn AC. Rồi bộ chuyển đổi thành DC 12V để chúng ta cắm với điện nhà 220. Và nếu chúng ta không sử dụng cái cục này thì chúng ta có thể dùng cái kẹp bình, đây cáp, để chúng ta kết nối với bình acquy để chúng ta nuôi thiết bị máy. Và có rất nhiều anh em hỏi máy này có sạc pin hay không, thì thưa với anh em rằng là không, chúng ta cấp nguồn trực tiếp 12V DC để nuôi thiết bị máy như thế này. Đây mình đang mô phỏng. Rồi hãy nhớ cọng cáp của mình thì phải có cầu chì. Rồi, cháy cầu chì thì chúng ta phải thay thế. Rồi, để cho nó bảo để bảo đảm cho thiết bị máy. Rồi cáp kết nối với máy, cáp nguồn và cục chuyển đổi chúng ta cất là món thứ ba. Món thứ ba. Rồi và đặc biệt cái này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tua đồng hồ Oleo. Tua đồng hồ Oleo. Đây cái cục này. Được chưa? Và đồng thời chúng ta sẽ đọc luôn cái mã SMID nằm trong IC, chúng ta sẽ quét ra. Nếu bị mất mã, chết hộp không đọc ra được. Tua Oleo. Đúng rồi. Cái này sẽ tua qua cổng Kalai từ 2015 cho tới 2021, cập nhật sẽ làm miễn phí trong cái bản cao cấp nhất của Smartool. Cáp thứ tư, bộ thứ tư, tua đồng hồ. Và cái bộ thứ năm để chúng ta update từ xa khi nâng cấp máy, không cần gửi tới công ty, các bạn cứ liên hệ với Đình Tuấn để nâng cấp từ xa. Thứ sáu, tặng cho các bạn một bộ kiểm tra LED. Rồi, cái máy này mình sẽ tặng anh em bộ kiểm tra LED. Bộ kiểm tra LED. Đó, kiểm tra được LED sống, LED chết. Và sẽ kèm theo cho anh em một cọc cáp để mở tua những cái dòng xe Suzuki. Rider, Satria. Đấy, cắm một phát ăn ngay, lấy 5 lít. Và kiểm tra LED. Đó, ok. Rồi và đặc biệt cái cáp này sẽ là cái cáp chính để chúng ta kết nối với cáp phụ tương đương với những cái dòng xe mà chúng ta cần kết nối. Thông thường nhiều nhất chúng ta sử dụng là cáp đọc lỗi của Honda, cáp chính gắn vào. Rồi Honda không sử dụng nữa thì cất kết nối với xe Yamaha. Yamaha, những cái loại xe mà Exide bây giờ thì không cần phải nguồn để nuôi cho máy, bởi vì nó có nguồn sẵn rồi, trực tiếp.
Còn nếu những cái dòng xe Sirius, Nora, Novo thì chúng ta phải cần có nguồn và mát nuôi cho thiết bị máy. Bởi vì xe đó chỉ có một cổng Calais. Rồi, ok. Rồi, kế tiếp chúng ta không sử dụng cái dòng xe Yamaha nữa. Chúng ta cần làm xe gì? Piaggio. Tiếp tục gắn vào cho nó để hết cho anh em ở đây. Piaggio Vespa. Không sử dụng Piaggio Vespa. Muốn sử dụng cho S-Gram. Rồi, sử dụng cáp cho S-Gram. Đều ghi cho anh em ở đây. Mã cáp. Đọc lỗi S-Gram. Và đặc biệt ở đây nó sẽ là cái cáp của những dòng xe SH và Vision 2021. Rất nhỏ. Đấy, những cái dòng xe SH. Đó, để cho ta cắm vào. Ok, cái này thì anh em phải kết nối lại cái cáp của Honda. Đấy, cái đầu này các bạn kết nối vào đây. Nó sẽ là dây chuyển đổi. Rồi, cắm vào cổng DLC là xong. Rồi, cổng cáp này là cổng cáp đa năng. Bất kỳ dùng cho dòng xe nào cũng được. Bởi vì cổng là cổng Calais. Thì chúng ta phải sử dụng nguồn và mát để nuôi thiết bị máy. Bất kỳ xe nào cũng được. Honda, Yamaha, SQM, Suzuki, Kimco gì. Dây này là dây Calais. Thì chúng ta phải mượn cái nguồn âm và dương như thế này. Để nuôi cho thiết bị máy. Và đặc biệt phải là nguồn và mát trên xe. Thì chúng ta mới đọc được nha. Chứ đừng lấy bên ngoài. Rồi. Rất nhiều cáp. Thì Smart Tool này mới loại xe thì có một cổng cáp khác với Motorcycle. Và đặc biệt nhất ở trên tay chúng ta làm 4 loại Smart Key. Rồi, cái này Yamaha và Suzuki. Rồi, cái này của loại 2 rắc. Clit Honda, Clit Ablack và Leo. Vision 2021 và Basic. Và cái cáp này của Honda SH. Rồi, bây giờ thưởng thức đọc kỳ SH cả đã. Rồi, và nhớ anh em sẽ kèm theo thêm một cái cáp mở tua nữa. Mình để ngoài kia mình chưa lấy. Và kèm theo cho anh em một cái cáp mở tua đề từ. Nếu là cái bản full. Rồi, và đồng thời sẽ là cáp LED cho anh em. Ok nha. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành đọc key cũng như Honda thôi, không có gì hơn. Rồi, máy này anh em mua mình cũng hỗ trợ nhóm học online luôn. Hết khả năng bộ tài liệu cho cả nhà. Rồi, thì chúng ta cứ kết nối vào như thế này là chúng ta đọc thôi. Rồi, cái này nó sẽ là ở bên đầu, bên trên hết. Đọc key hay là chuẩn đoán là lỗ bên trên hết. Rồi, cái này thì chúng ta động cơ nó tự động nhận diện xe. Anh em không cần phải đi tìm. Đây, động cơ ở Honda. Tự động nhận diện. Nó như thế này. Mình sẽ truy cập luôn cho anh em. Chúng ta không cần phải đi tìm xe. Đây, chúng ta chỉ cần kết nối này nó sẽ nhận diện thôi. Nha. Đó, mất công mình lấy cái jack Calais nữa. Rồi, thì đương nhiên nó cũng có đọc xóa lỗi reset coi động cơ khá là nhiều. Cái này mình anh em nhiều anh em biết rồi. Rồi, cái này chúng ta làm phanh ABS vào đây, Smart Key. Chúng ta tua đồng hồ vào đây. Chúng ta kiểm tra hệ thống LED vào đây. Chúng ta mở tua ở đây, rất nhiều xe. Để chúng ta nạp một cái file mới vào. Để chạy cho nó, để ba cho nó bốc. Honda. Remap Kenhin.
Kenhin có nghĩa là sao? Là tất cả những cục IC bằng nhựa này. Còn là ở dưới này là ACG, là tất cả những cục IC bằng nhôm đổ bằng bê tông đúc chết. Và đặc biệt cái hàng thứ hai chỉ có Smart Tool bảng R mới làm được. Còn những bản thường chỉ có ở bên trên và remap bên dưới qua cổng Kalai. Đây. Rồi. Đó. Thì ở đây chúng ta nạp một cái file vào cái xe 23, 24, 25. Ở đây nó có 2, 3, 4, 5 hàng cộng 8%. Thì cái này tùy theo anh em thích nạp vào ở cái hàng nào. Hàng này rồi lại nạp hàng này, tùy thích. Và chúng ta sẽ về lại cái bảng gốc. Đó, cái này tùy theo anh em lựa chọn chứ không cần phải hỏi. Thì ở đây nó sẽ lớn hơn thì nó sẽ phê hơn. 12.000 phòng RBM, cái này chỉ có cốc 6. Ở dưới nó cũng là 12.000 vòng RBM nhưng nó cộng được 8 thì nó lại phê hơn chút. Rồi, và 10.500 RBM. Được chưa? Rồi, và đặc biệt cái bản đắt tiền nhất các bạn làm được ở điều này. Khá là nhiều K12, các bạn hãy xem xe và chuẩn bị nó qua cổng Kalai hết. Đó, rất nhiều. K12 U11 V01 96 961 K29 SHMO này, nó có mấy mã. Rồi, V81 K44 của Vision V01 44B của Smutky Valio, rất nhiều. K60 K77 của SH đèn LED. Đó, rất nhiều cho anh em. Đó, ok. Đó là cái bản cao cấp nhất, các bạn sẽ làm được thêm cái này. Rồi, và trên này mở tour khá là nhiều những dòng xe qua cổng K2. Thì chúng ta hãy vào cái phần tự động, nó sẽ đi tìm xe và nạp cho nó cái file. Khá là nhiều Sonic, Winner, Futurnel, Futurze, Lead, SCR, không chống điện, AB đầu bò 110, Vision, SHI, vân vân. Thì chúng ta vào đây. Rồi, vấn đề các bạn chọn sai thì nó bị lỗi IC, nó ngủ, thì các bạn vào trong này tùy chọn. Thì vấn đề này mình sẽ hướng dẫn trong nhóm học luôn. Hết chức năng. Rồi, bây giờ sẽ đọc key cho các bạn. Thoát ra. Sở mất key. Ok. Honda. Thì ở đây nó sẽ cho anh em biết là 33 pin là 33 rắc. 20 pin sẽ là 20 rắc. 21 pin. Rồi, 33 pin. Đây, chúng ta sẽ đọc được K01, K29, K35, 57, 77, 96, 97. Lập trình tự động. Đó, rất nhiều. Rồi, chúng ta sẽ đọc là full key luôn. Và cái này anh em có thể xóa key. Bất kỳ một key nào chúng ta thích là chúng ta sẽ xóa. Đọc. Nhanh lắm cực kỳ. Thấy không? Cái này nó không cần hỏi. Rồi, các bạn chỉ cần kết nối thôi. Kết nối một cái là đọc luôn. Nó không có hỏi nhiều. Đó. Ok. Và key 1 đang on. À, đang off. Các bạn muốn nó on thì các bạn hãy bấm cái phím mũi tên này qua. Nó sẽ là on. Các bạn phải giữ cái cây màu vàng, là cái dây màu vàng. Xong nó on, các bạn phải bấm enter thì nó sẽ mở ngay. Rồi, on. Thấy chưa? Đấy, on key. Anh em muốn off key thì chúng ta lại chuyển mũi tên.
bấm enter nó sẽ off. Không có AF bên trong anh ơi. Ok, Taiga Quốc Cường có mở tua ăn. Rồi, key 1 chúng ta muốn off là chúng ta không muốn sử dụng nữa, on rồi. Key 2. Rồi nó bị bung chân ra rồi, chúng ta cắm lại không sao. Rồi chúng ta sẽ off hết key đi thì nó sẽ không sử dụng được. Off đơn giản cái này thế thôi. Rồi, chúng ta muốn off luôn, không sử dụng nữa. Tiếp tục off, phải bấm enter. Rồi. Đấy. Thì lúc này chúng ta có FOB chúng ta cũng không sử dụng nữa bởi vì chúng ta off tất cả chìa. À, chúng ta đã khóa nó lại rồi. Thì anh em muốn mở thì chúng ta lại chuyển qua và bấm OK, nó sẽ mở thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xóa đi này. Này, cái này thì bất kỳ khi nào chúng ta có nhu cầu, chúng ta thích là chúng ta xóa. Rồi cắm vào. Xóa. Xóa key. OK. Nó đầy, xóa key 3 này. Đó, OK, thấy không? Rồi thoát ra, đọc. Đó. Anh em muốn xóa cái gì cũng được. Đó, nó rất là đơn giản cho chúng ta, không có gì mà chúng ta phải đắn đo. Rồi thì anh em nào cần sản phẩm mình sẽ hỗ trợ cho anh em nhiệt tình và chu đáo trong nhóm học 15 đêm với tất cả thiết bị máy, máy nào cũng cho anh em học và đồng thời xử lý ban bận FI. Xuân Huỳnh Moto anh đang sử dụng cái bản nào? Anh em comment thì anh em phải hỏi là mình đang sử dụng cái bản nào và lên cái bản nào thì Đình Tuấn mới trả lời. Còn bây giờ nhiều lúc anh em hỏi nâng cấp bao nhiêu tiền thì Đình Tuấn không biết là cái bản anh em đang sử dụng bản gì. Smartoon nó có 5 bản cơ. Đấy. Rồi, máy này giao mai giao Bình Dương. Cảm ơn nhiều anh em trai ở Bình Dương bữa nay ủng hộ Đình Tuấn nhiều. Đó, test máy cho cả nhà. Anh em cần về tư vấn hay là nâng cấp nào phần mềm gì thì anh em hãy vui lòng hãy chụp cái menu máy có tab luôn anh. Anh em muốn cần Motocan tab alo em. Bản rẻ. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh em này, anh em tí truy cập vào Zalo cho em nhé. Anh em chỉ cần chụp cái bản này cho em này. Vào cái thông tin máy. Em phát ra này. Rồi anh em hãy chụp cái màn hình này lại cho em là được. Em sẽ coi ở trên này 9.9 3R hay là 3F hay là N hay là S. Được không ạ? Đấy, tất cả chúng ta muốn gì thì chúng ta hãy chụp ở đây, gửi vào Zalo, em sẽ trả lời cho cả nhà. Hãy vào thông tin của máy. Đấy, thì chúng ta sẽ biết ngay nó sẽ sử dụng cái bản gì. Bản rẻ nhất là 8 triệu rưỡi. Đọc tất cả phun thông số giống máy này. Động cơ. Và đồng thời remap mở tua để từ 23 cho tới 25 là bản 8 triệu rưỡi. Bản 9 triệu 8 anh em nâng cấp thêm làm được smart key. Phun tất cả những dòng xe là 9 triệu 8. 11 triệu chúng ta sẽ tua được đồng hồ Oleo. Đó là thêm 2 triệu nữa đúng không ạ? Là bản thứ ba rồi. Bản thứ tư là chúng ta remap.
được những cái cục isoprene 15 triệu 800. Lên 3 triệu nữa là cái bản số 5, là cái bản đắt đỏ nhất, là Remap được đề từ ACG. Còn Remap này bản nào cũng có. Bản 8 triệu rưỡi cũng có. 9 triệu 8 cũng có, 11 triệu 8 cũng có, 15 8 cũng có, 18 8 cũng có. Là cái bản này bản cố định, bất kỳ con smart tool nào cũng phải có ở phút này. Ok. Đó, vấn đề này là em bỏ qua. Và em nhắc lại, 8 triệu rưỡi đọc full thông số và Remap xe 23 đến 25. Rồi, lên 1 triệu 3 nữa là 9 triệu 8, chúng ta làm thêm được chức năng Smart Key. Lên thêm 2 triệu nữa là 11 triệu 800, chúng ta tua được đồng hồ Oleo. Nếu anh em nào không có nhu cầu thì thôi. Bản thứ tư là 15-8, chúng ta remap được những cái cục IC của Kenhin ở đây. Và lên bản này R cao nhất, mở tua thêm cái dòng xe ACG ở giữa. Chấm hết cho anh em 5 bản về Smart Tool. Đó. Thông số và remap qua cổng Kalai, máy 8 triệu rưỡi cho tới 18.8 như nhau. Đây, khác thêm những cái này. Cái này và Smart Key và Oleo hết. Ok Trần Hoài, mua táp khuyến mãi linh đình luôn anh. Ok Trần Hoài, ok nhá anh. Ơi anh em là có bạn bè nào mua máy mà muốn khuyến mãi linh đình, muốn tặng được nhiều nhóm học thì anh em cứ comment. Thì mình ở đây nhá, mình cắt ở thành phố Quy Nhơn 25 km. Mình không phải là ở thành phố, nhưng thật sự một người tay ga thì Tuấn như ở quê này, được anh em tin tưởng ủng hộ này thì rất kỳ, là mình cảm ơn tất cả anh em. Đó, mình cũng là một người thợ bơm hơi vá lốp, đi học nghề rửa xe, quặn lưng, vá những cái lốp xe đạp để được ngày hôm nay. Và may mắn mình được đứng ra và đồng thời bán những sản phẩm này cho anh em. Anh em luôn đồng hành và ủng hộ mình. Đó, thì mình chia sẻ lại những kiến thức mình làm được như ngày hôm nay và thành công gửi gắm tới anh em. Thì cố gắng mong rằng anh em học được để anh em thay đổi tư duy. Đấy, không phải một người nào ở quê cũng làm như thế này đâu. Bán máy này toàn là những trung tâm thành phố lớn, đúng không ạ? Có tên tuổi. Mình đây là mình ở cái thị xã thôi. Đó. Cũng được anh em tin tưởng, anh em hãy cố gắng. Những cái toa này tiếp tục ngày mai thứ ba lên đường. Anh em nào cần về máy xúc rửa kim phun thì anh em hãy comment. Đấy, cần máy gì tư vấn, mình sẽ tư vấn hết cho anh em. Thì cuộc đời không ai cho ai được cái gì cả. Miễn sao mình khuyến mãi, mình giúp được anh em cái gì, mình giúp, mình sell cái gì được sell. Hôm nay thật sự không còn cái máy nào motorcycle luôn. Chỉ còn một cái con duy nhất ở cửa hàng mình xài, và có con bốc cũ này thôi, không có nhiều. Đây. Đó. Thì lúc trưa nay mình đã like cho anh em mấy cái máy thì anh em chốt cực kỳ là nhanh, ai ai người ta cũng đặt cọc 1 triệu thì ai đặt trước trước thì mình lên toa trước, anh em nào chậm thì hết, rất mong anh em thông cảm, lâu nó mới có cái. Mình hứa với lòng anh em cái máy ấy, mình bán dưới 10 triệu, lúc đầu mình mua cho anh em cái máy ấy, là trên 10 triệu hết. Trên 10 triệu hết. 10 triệu tới 10 triệu lẻ 5 tới 11 triệu tùy theo máy. Và hôm nay mình sell cho anh em ấy, dưới 10 triệu mà mình cũng lỗ rồi.
nhưng mình vẫn sẵn sàng chơi đẹp với anh em, tặng 5 người 5 bộ tài liệu, 5 người may mắn nhất tham gia khóa học bên mình. Thì anh em cứ thử mà xem, mua cái máy dưới 10 triệu thì kế tiếp mình sẽ đưa vào trong nhóm học online của mình. Anh em xem mình hướng dẫn những dàn xe này và sở bất kỳ như thế nào thì anh em sẽ cảm nhận được điều đấy. Nó quá là rẻ và mang lại nhiều anh em nhiều thành công. Rồi anh Trần Hoài, em sẽ nhiệt tình cho anh luôn Moto Cantab. Cantab thì lúc này anh có TV thì các anh có thể chiếu lên để cho khách hàng ngồi xem, và các anh có thể di chuyển con tab nó tới đúng vị trí khách hàng đấy. Còn cái máy này thì đương nhiên chúng ta phải kết nối dây Kalai, thì nhiều vấn đề này thông số nó bị sai thì các anh phải gọi, à chị ơi, anh ơi, anh lại đây em cho coi cái thông số. Còn con tab thì chỉ cần khách hàng ngồi một chỗ thì những anh em thợ chúng ta phải di chuyển, à đây cái này đang sai. Và cái vấn đề quan trọng nhất, cái sai và để khách hàng có tiền sửa hay không mới gọi là cái quan trọng, thì cái quan trọng là một người thợ ở khách hàng vào tâm huyết chúng ta sửa, chúng ta bảo con xe này đang hao xăng ăn xăng, thì có vấn đề chúng ta làm nồi hay chúng ta thay gì đấy thì khách hàng gần hết tiền. Thì ví dụ còn cái kim phun hoặc là nó hư cái gì đấy còn chạy được thì tư vấn với người ta, lần sau người ta tới thay. Hay thì lúc này các anh có thể quay lại kiểm tra cho khách hàng vấn đề ở chúng ta làm nồi hoặc là những vấn đề gì đấy, coi kiểm tra lại miễn phí cho người ta. Đó là cái điều mà chúng ta phải cần làm. Khách hàng bây giờ khó lắm, khách hàng khó thì đương nhiên chúng ta làm không tốt thì chúng ta sẽ kiếm đồng tiền nó vất vả. Đồng tiền quan trọng lắm, ai bảo cuộc sống này không cần tiền, mồm nói không cần tiền thôi, nhưng lúc nào chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ ra phải kiếm đồng tiền như thế nào, phải kiếm làm sao đấy để sau này chúng ta ăn già. Thì cuộc sống này mà còn nghĩ bảo thôi mẹ ngày mai chết mất tiêu, ngày kia chết mất tiêu rồi, làm ngày nào xào ngày đấy, chứ làm tiền nhiều để làm cái gì? Bởi vì chúng ta đằng sau còn vợ con, để chúng ta không hưởng thì vợ nó hưởng, con chúng ta hưởng, bởi vì tất cả là cái dòng máu của chúng ta đẻ ra cả. Đấy, miễn sao sau này chúng ta không còn nữa thì người vợ sống tốt, lo cho con cái là cái điều hạnh phúc. Còn không có tiền thì sau này người vợ của chúng ta phải mệt mỏi, phải lo đi cày, đi bừa. Thứ nhất là vừa phải đi kiếm tiền nặng cái đầu, thứ hai phải về nhà lo cho con, thì tội cho người phụ nữ. Còn anh em mình là con trai, sinh ra là khổ rồi, làm được cái gì cho cuộc sống này thì làm. Và nếu còn may mắn mà để được còn cái tuổi khoảng 50-60 nếu còn sống và có số vốn để hưởng thụ thì lúc đấy chúng ta an nhàn, không phải lo nghĩ về tiền, có thể kinh doanh cái việc gì nhẹ nhàng, tèn tèn đi chơi vẫn có tiền, hoặc đồng thời bỏ ngân hàng khoảng đôi tỷ đấy, 5 tỷ chẳng hạn. Như vậy 5 tỷ thì 1 tỷ 5 triệu thì chúng ta ví dụ bỏ ngân hàng 5 tỷ, chúng ta không muốn kinh doanh cái gì thì một tháng luôn luôn có 25 triệu tiền lời. Đấy. Còn chúng ta gửi số tiền mà 5 tỷ gửi có thời hạn thì đương nhiên nó sẽ rơi vào 0,6, thì đương nhiên 1 tỷ sẽ tương đương với 6 triệu. 5, 6, 30 thì một tháng chúng ta có 30 triệu. Thì bây giờ khi ở cái tuổi đấy chúng ta không nghĩ về tiền, một ngày 1 triệu, hai vợ chồng ăn làm sao hết? Đúng không? Không thể nào hết được. Đấy, còn khi mà chúng ta không còn nữa rồi, 5 tỷ cho con, bởi vì nhà cửa có hết rồi mà. Đâu phải lo nghĩ về nhà cửa nếu chúng ta làm ăn thành công. Rồi 5 tỷ đấy có khoảng 2 đứa con, 3 đứa con thì chia đều nó ra. Thì bây giờ bố mẹ giờ bây giờ giấu tiền trong đấy. Để cứ ngày ngày nó đẻ ra 1 triệu, hai vợ chồng làm sao ăn hết được, hai vợ chồng may lắm rồi. Ở cái tuổi lớn rồi ăn ngày 300 ngàn ăn mỏi. Đấy, nhiều lúc tới lúc đấy thì con cái chúng ta phải lo cho chúng ta nữa, nhưng chúng ta không cần. Con làm được thì con cứ giữ đi, bố mẹ có tiền, tiền hưu chẳng hạn như vậy. Thì vấn đề là như thế thôi. Còn cuộc sống bây giờ thì nghĩ rằng thôi kệ mẹ nó, thằng tay gan thì còn nói gì, kệ tổ nó, mẹ biết cuộc sống hôm nay Covid ngày mai chết, chúng ta lại làm như vậy là không được. Thà bây giờ chúng ta chỉ có một mình, mở cái tiệm sửa xe, tối đi tán gái tán đồ thì chết chẳng cần phải ai đấy.
Có thể là bố cha chúng ta chưa có vợ mà chúng ta còn cha mẹ đi. Ừ thôi làm được, mà chúng ta chưa có vợ thì chúng ta gửi về gia đình tí cho ông bà già ông tiêu. Ông khổ cực ông đẻ ra mình chả như vậy. Đấy các bạn cứ thay đổi giống tôi đi. Anh em thấy tôi có bao giờ tôi nghỉ không? Cái đầu của tôi nó làm việc liên tục luôn. Tôi hứa với lòng anh em vậy đấy. Sau tương lai anh em có thể như Đình Tuấn thì anh em sẽ biết. Xe cộ nhiều lúc các bạn nó hàn lính các làm không được, mình phải ra, đôi khi nó hàng cả nửa tiếng, một tiếng. Hay là nhiều lúc người khách cần mình xử lý cái xe đấy, người ta có thể trả tiền hơn, người ta thích một mình đụng vào, người ta bảo tiền với anh không quan trọng, thích chú làm đấy, lính chú cho rửa hay làm gì chú lắp cho. Rồi một ngày anh em biết nghe một cái sim, một cái Zalo, một cái Facebook để anh em làm mất lòng chưa? Đấy, nhiều lúc chẳng qua nghe không kịp thôi, để anh em nào phải mất lòng chưa? Rồi máy móc nhiều lúc đâu phải anh em quen biết thì anh em chốt ngay. Có nhiều anh em ấy, người ta hỏi, người ta tư vấn, trả lời tin nhắn ấy. Bởi vì nhiều anh em kỹ cuộc sống này mà, bởi vì các bạn chưa biết tôi, các bạn tôi phải trả lời rất nhiều tin nhắn. Và có thể nhiều lúc hai bên tin nhắn không hiểu được nhau nhiều, tôi gọi trực tiếp tư vấn cho nó dễ luôn. Ấy anh em khoái thì anh em chốt. Rồi anh em suy nghĩ, tôi đưa ra những cái bài toán cho anh em chốt. Với anh em tôi luôn luôn hỏi, chứ tôi không khuyến cáo anh em đi vay nợ. Tôi bảo anh em bây giờ trong tài gia đình tài chính của mình anh em có dư giả không? Không dư giả thì dùng cái máy này. Về nhà học cái khóa online thì Tuấn miễn phí kiếm cơm. Sau tương lai anh em lại nâng cấp lên, không cần phải gửi máy đi đâu cả. Còn nếu anh em so đo tính toán được, anh em cần luôn thì ốp luôn cái máy giá đó luôn. Tôi đâu phải là anh em, tôi bảo anh em phải đi vay tiền để mua cái máy 18.800.000. Tôi luôn luôn đặt câu hỏi cho anh em suy nghĩ. Rồi các bạn cứ yên tâm, máy nó như nhau hết, nâng cấp như nhau hết, nó không sửa đổi gì trong bo mặt luôn. Chẳng qua nó chỉ là nạp một cái file dữ liệu vào đấy, bởi vì cái máy sờ mất tun này ấy, thì chúng ta không cần phải gửi cho công ty. Anh em cứ mở máy lên, gửi cho mình cái tem view, mình sẽ cài đặt cho anh em. Đó, nó là như thế. Đấy, chẳng qua cái này nó có thẻ nhớ. Xóa cái file thẻ nhớ này đi, nạp một cái file mới vào. Và tống một cái nữa vào cái máy, nâng cấp lên một cái bản cao cấp là xong. Đó. Hãy làm như vậy. Đình Tuấn chỉ là một người quê, gốc đúng ở ngoài Bắc, đúng không ạ? Gốc quê bốc vẫn ở ngoài Bắc, ở miền Bắc bây giờ vẫn còn anh em ngoài đấy. Thật thật ở bà già Phú Kim, hiện tại anh em đang ở Xuân Nội, ở quê bà già, quê ông già ở ngoài đấy. Vào trong ban kinh tế mới Lâm Đồng có vài người vào, chú và bác vào trong này thôi, cha mẹ thì Tuấn đang ở Lâm Đồng. Anh em không, ở ngoài Bắc này, ở Sài Gòn gần cả 10 năm này, tiếp tục chui về khuya vợ sống, núp váy vợ đi chẳng hạn như vậy, núp nùm vợ đi, 11 năm ở phía vợ. Ai bảo ở phía vợ chết nào? Ở phía vợ làm lên được 10 tỷ thì ai bảo là chết? Nếu mà nghe thiên hạ, nghe gia đình, nghe hàng xóm không về quê vợ sống, mẹ bây giờ lỏng quạng đi ăn xin chẳng hạn như vậy, cơ bạc, không có vợ bên cạnh nó kèm chơi, đó là điều hạnh phúc à? Còn đi về nhà vợ được, mình có mất cái tí da nào đâu, mình vẫn hồng hào. Phía vợ nhà mình có ép mình đi cày đâu, nó có bỏ đói mình để mình đi cày đâu, mình có cái xương khô đâu, mình vẫn sống khỏe như ai, vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Còn bây giờ mình có thể là, đó là cuộc sống chim lằn thì đất đậu, đất lằn thì chim đậu thôi. Bây giờ cái đất ở phía vợ mình nó lằn thì mình đậu, còn bây giờ nó không lằn thì mình lại đi. Còn bây giờ mình ở quê mình hoặc là ở Hồ Chí Minh, mình cũng 10 năm rồi có được cái gì? Được mỗi tay nghề, mấy cái tiệm nhỏ nhỏ. Tưởng dễ sống ở Hồ Chí Minh hả? Tưởng Hồ Chí Minh dễ kiếm tiền hả? Đúng không? Dễ kiếm thật nhưng phải có thời. Xong lại ở Hồ Chí Minh lại về Lâm Đồng quê nhà sống, Bảo Lộc sống, Malagui sống, cuối cùng lại không thành công về phía vợ sống. Có gì ạ? Em đang nói là 10 tỷ, khoảng 7-8 tỷ. Em đang nói băn khoăn như vậy, em chẳng có tỷ nào. Em đang nói ví dụ như vậy. Để cho anh em ok
khuyến khích anh em để thành công. Anh tay ga Quốc Cường bảo phát 20 tỷ về hàng, 20 tỷ nó to lắm anh biết không? 20 tỷ không có đùa được đâu. 20 tỷ chỉ có anh Quốc Cường mới làm điều đấy thôi. Con đe xe, con đi xe bán tải với 2-3 cửa hàng mới làm điều đấy, em chưa làm điều đấy được. Bởi vì những thành phố mới làm điều đấy, em có thể chưa làm điều đấy, chưa tương ứng đó được. Anh em thấy em có bao giờ nghỉ không? Liên tục mẹ sale một cái ok cho anh em không có lợi. Nói thề với anh em luôn, 5 cái máy này em không có lời luôn. Máy gì bán thì có lời, phải có lời thật, nhưng 5 con máy này sẵn sàng lỗ. Nó chẳng có gì cả, một con máy lỗ 500 năm anh em, hoặc là một con trò triệu năm anh em lỗ 5 triệu tặng bộ tài liệu khoảng. Quan trọng là tiền đặt máy, tiền photo chẳng bao nhiêu cả. Tiền nhóm họ online thế thôi. Sau này tôi hy vọng rằng năm ông này làm thành công nhớ tới tôi. Máy này quá rẻ cho anh em luôn, về nhà đừng cần phải suy nghĩ. Đó, nó ít hư. Sau này nếu mà nó hư, nó bung nguồn, bung yếc gì ấy, hư bàn phím chạy, hay là lấy cái kìm chọt sửa có vài trăm nghìn bạc. Ở đây xài máy, anh em biết xài máy từ cái lúc mà máy mới ra cơ, khá là bền. Còn smart tool thì mới ra, người ta vẫn bảo hành cho anh em 1 năm, trục trặc gì đều free hết. Đó, thì cái yếu tố như vậy, chúng ta chợp được cơ hội nhanh thì chúng ta thắng thôi. Đấy, còn bây giờ thì nó hơi bị phê phê chút. Anh em thấy không, giờ chưa tắm rửa, chứ không phải là nhiều tiền mẹ sướng. Chưa về nhà luôn, vợ về nhà bảo ăn cơm, không ăn cơm, mà sát ở đây, sát cái tường này, nó bán phở. Rồi, em trai bê ăn tô phở, rồi quả trứng gì đấy, rồi hoặc thêm ổ bánh mì mà. Ăn xong nghỉ 15 phút, hút điếu thuốc, lại live stream với anh em. Có gì hay chia sẻ. Mua cái máy hôm qua từ sáng giờ về chưa tập thể dục, hôm qua hôm kia mới tập thể dục thôi. Thì xong cái live stream này thì tư vấn nhiều anh em tí, lại tiếp tục lên toa. Thì khoảng 10 giờ thiếu tập thể dục, khoảng 30 phút tới 10 giờ 30 về. Về nhà tắm rửa xong 11 rưỡi tiếp tục lên trên mạng nghiên cứu tí, 12 giờ 1 giờ mới ngủ. Nên sáng mai có rất mong anh em nào gọi sớm, Tuấn không thể nào nghe máy được, về nào mình để chế độ rung. Đấy, 9 giờ tôi mới dậy cơ. Rồi tiếp tục, vợ lại đi mua đồ ăn sáng về. Bởi vì vợ sáng 6 giờ hơn chở con đi học. Nó mua đồ ăn sáng về nhà xong, 9 giờ mình mới dậy. Dậy xong nó lại hâm đồ ăn sáng, mình ăn. Ra cửa hàng này làm ly cà phê. Đọc 24 giờ xem đá bóng, xem lại. Hôm nay có chương trình gì, đọc một xíu mới đi vào công việc. Còn là anh em thợ ở cái hai cửa hàng này giao nó hết rồi. Nó nghỉ thì nó đói, nó làm thì có ăn 40%. Đấy, 1 triệu nó hưởng 400 nghìn, 100 ngàn nó hưởng 40 nghìn. Giao hết, tiền lời chia đều hết, vốn tôi bỏ ra. Mới anh em cứ tới làm hai cửa hàng trên kia là ăn 50%, cửa hàng này 40%. FI khó, tôi ra tay ăn đồng đều hết, chứ không phải là xe đấy tôi kiếm. Tôi kiếm là kiếm những cái mảng sửa đồng hồ, hoặc là IC. Đấy, hoặc là anh em thợ mà tới đây, tôi kiếm riêng những cái mảng đấy. Còn khách hàng vào trong cửa hàng này làm bất kỳ điều gì khó khăn hay là dễ, chúng ta đều ăn chia hết. Thợ không cần bỏ vốn, hưởng 40% doanh thu trong cửa hàng. Làm gì ghi hết vào sổ. Quá dễ với anh em rồi, chưa ăn cơm xong ngủ. Đấy, liệu mà làm. Còn bây giờ tôi bảo anh em có muốn khách đông nữa không, thì anh em phải mệt, nhưng không có chú nào có nhu cầu làm. Có nhu cầu làm tiếp tục tôi chạy chương trình, đánh chiến lược. Thì xe vào nhiều, mới cộng nhóc ở đây thì không cần tiền nhiều. Mới cộng nhóc ở đây thì chỉ cần phải đủ ăn, dư ít, tối đi tán gái. Còn tôi tụ đủ khả năng để đánh chiến lược, để xe tiếp tục chạy vào. 10 con thì phải 5 con thành công nếu tôi đứng ra tư vấn. Nhưng thợ ở đây sẽ không làm kịp. Có thể là rửa xe. Rồi, mới cậu ở đây thì lười làm biếng lắm, rửa xe kêu mệt. Mẹ nó lại lười như vậy cơ thì không bao giờ thành công.
Nếu muốn ok thì tôi chơi demo một cái tấm bảng băng rôn mà tôi in khoảng 50 tờ rơi, tôi ra liền xanh liền đỏ hoặc là đi vòng vòng lên tôi phát. Tôi in tiếp tục một cái bảng rửa xe. Nước điện ở đây tôi chịu hết. Nó ở đây nó cứ sắt đít đi về một tháng không cần biết bao nhiêu hết, hưởng 4%. Nó thắp điện thoải mái, nó nghe nhạc thoải mái, cảm thấy nó thích. Không bao giờ nó mất cái gì. Sáng nó tới, chiều nó về. Tôi cho hưởng tới 40%. Điện nước mặt bằng hầu như tôi lo hết hoàn toàn. Tôi uống cà phê, tôi vẫn mua cho nó uống cà phê. Còn ăn chia ở đây nó phải mua tôi uống cà phê mới đúng. Hoặc là tôi có tôi uống, nó có tao uống. Nhưng ở đây tôi uống cà phê một ngày hai cữ chẳng hạn như vậy. Thì nó vẫn uống được hai cữ chẳng hạn như thế. Và đặc biệt mua cà phê tôi thì chỉ có hai ba giọt cà phê. Sữa phải cuối đặc xịt như bạc xỉu. Không tôi uống vào cái đầu tôi nó bị quay cuồng mất. Đấy, có thể tư duy của tôi không tốt, tôi không uống được cà phê. Nhưng tôi thích được cái mùi tí cà phê. Đó, liệu đi mua cà phê. Còn mua đặc quá tôi không uống. Đấy. Rồi về nhà tôi nhâm nhi điếu thuốc. Và tiếp tục. Và dạo này đất bắt đầu đi đấu giá lại, nhưng thật sự tôi bỏ rất nhiều tiền. Nhưng vấn đề dạo này đang Covid, tôi bảo vợ tôi sẵn sàng ở nhà lo cho con chở đi học. Và làm được cái gì ở nhà thì làm, giặt quần áo. Thì dạo này bữa giờ dịch Covid, bữa nay người ta cũng gọi là đi đấu đổ xô. Đúng không ạ? Dạo này bắt đầu đất bắt đầu đi đấu giá lại. Và những con đấu giá đất hoặc là những ông bất chủ động sản hoặc là những tiền nhiều thì dạo này người ta đang đi. Bởi vì có thể là Covid vài tháng nay người ta giờ khát tiền. Và người ta để tiền chẳng làm gì, người ta đi chơi đất. Đấy, thì dạo này tôi cũng chưa cho vợ đi. Đó. Thì chẳng qua cái thời đến với tôi nó là sự may mắn, cố gắng. Và may mắn rằng vợ tôi nó làm một giảng viên. Và may mắn đi qua cái bất động sản này được. Thì trời cho gặp phải cái lộc thì nó nhanh lên thôi các bạn anh em ạ. Còn không phải là mình nói phụ về cái nghề sửa xe này, phụ lòng với nghề sửa xe, nghề của sửa xe có thì mình mới đứng được ngày hôm nay, thì mình mới có tiền thì mình mới đầu tư bất động sản được. Còn không cho mình những cái xe vá lốp bơm hơi, tháo động cơ, thay xăm thay ruột thay nhớt thì làm sao mà có vốn để mình đầu tư được. Nên mình luôn luôn coi trọng cái nghề này. Đấy, và cái dàn xe này nó làm cho mình lên thương hiệu và nó làm nên cho được nhiều anh em tin tưởng. Thì dàn xe này tất cả sẽ để lại. Nếu Đình Tuấn xây cái nhà có cái chỗ chứa, tất cả nó sẽ để lại làm kỷ niệm. Còn không có sẽ sau này không dạy nữa, bán bớt đi. Còn mình sẽ đầu tư kế tiếp khoảng vài con xe đời mới. Đó là cái thú chơi thôi. Cái gì để lại được thì để. Đấy. Là cái niềm mê. Sau này nếu còn sống còn cựa quậy được thì mở ra quẹt quẹt nó tí. Rồi, nhắm mắt đi thì con nó có thể bán với trai. Nó làm gì đó là quyết định của nó thôi. Ăn thì nhiều tiền rồi, công tử xe mà ăn xây cái lâu đài. Mẹ tiền em thật sự không bằng gốc của anh. Anh thấy anh cân ký, em nể công tử xe. Cái ngôi nhà như anh làm mẹ em cũng bao nhiêu ước mơ, thật sự không dám gọi anh nhiều. Thấy anh xây ngôi nhà em cũng chúc mừng anh, nhưng đó sẽ là một cái điều khát khao với thằng em này. Đấy. Vì cái tuổi em thì đương nhiên nó sẽ nhỏ hơn anh. Đúng không? Em thì năm nay hơn 30. Hơn 30 tuổi. Thì anh trai em lớn hơn nhiều mà thật sự anh xây cái nhà em cũng chúc mừng. Nhưng nhiều anh em cũng là chơi với em, nhưng nhiều anh em lên cái nhà đẹp thì ai không tức, ai không ức, ai không mơ. Em đảm bảo anh mà đánh con ô tô về nhà anh bỏ vào cái tầng hầm ấy nữa thì Đình Tuấn này nó lại là một cái khao khát quá lớn luôn. Khao khát mua ô tô là năm vừa rồi. Bởi vì nhiều người nói quá. Đó là một cái niềm đam mê khao khát, nhưng thật sự cố gắng nín nó lại. Bây giờ mua xe bay mất cả tỷ.
để tỷ đầu tư lô đất nó lên tỷ rưỡi đó, em khao khát nên thôi cố gắng, trời phù hộ rồi, cứ kiếm tiền như này là hạnh phúc rồi. Cái quan trọng là sức khỏe, hiện tại bây giờ quan trọng là cái sức khỏe đấy, phải ăn uống sữa điều độ đấy, tiền có rồi ô tô lại chưa sờ được lại ngoại mất đấy. Thì công tử xe ok. Thì bây giờ nếu chúng ta ở quê để xây một cái nhà cầm con ô tô nữa thì nếu mà ok khoảng tầm 2 tỷ rưỡi vừa đấy, một lầu thôi, một lầu thôi, bên dưới bình thường xây một cái lầu, ở bên trên đổ mê à, chúng ta làm nhà máy Thái đấy. Thế thôi, là một cái lầu ở bên trên cái đổ cái mê xây lên gạch gọi là mái Thái ở cho nó mát, thì hai vợ chồng hai đứa con thì ở gì nhiều. Đang ước cái lô đất ở đây đẹp quá để xây biệt thự ngang 10 mét sâu 18 mét quá đẹp mà tiền nó hơi bị chát. Bữa 2 tỷ 8 thì mẹ đang ngoi ngoi lên chưa đủ 2 tỷ 8 nên nó lên tới 3 tỷ 2 đấy, mới dịch Covid xong 2 tỷ 8 mới nó lên 3 tỷ 2, 10 mét ngang. Cái đấy để xây biệt thự 6 mét, 4 mét để làm sân vườn và để chạy xe hơi vào thì cực kỳ là đẹp. 10 mét bề ngang, sâu 18 mét. Đó. Thì xây một cái nhà bề ngang chỉ cần 6 mét là đẹp, 4 mét bên cạnh phát là trồng cây cối hoặc là làm cái gì đấy, đánh ô tô vào đẹp. Bới nay lên một cái 3 tỷ 2. Đúng số tiền 2 tỷ 8 bỏ ra thì nó lên 3 tỷ 2 thì mình lại hết lúa. Đấy, bữa ngoe 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 bảo bán cái lô kia, đẩy cái lô đấy 2 tỷ 8, hai vợ chồng ngoe ngoe cái này đập phát mới hỏi 3 tỷ 2. Thì đúng như 2 tỷ 8 mà lên 3 tỷ 2 chứ. Đó. Người ta làm ăn phải có lời, nhưng thật sự bây giờ mình cạn, chẳng lẽ bây giờ mình lại đi đổ với cái lô của mình đi. Thèm. Cái đó để sau này xây lô đất khá là đẹp. Nên đúng là một con người lòng tham một cái vô đáy. Lòng tham là vô tận. Luôn luôn ao ước. Khi mà bé mà biết làm kiếm được đồng tiền ước tới có 1 tỷ, nhưng khi có 1 tỷ rồi thì lại muốn 2 tỷ, 2 tỷ rồi lại cứ muốn tăng tốc lên 3 tỷ. Tôi bản thân tôi ngày xưa đúng là tôi hứa với một người anh em ở trên Đắk Lắk, anh em kết nghĩa, tôi bảo trong đời anh ước gì có 1 tỷ, có 2.000 tờ Phú-ru-me đến xong gửi ngân hàng lấy tiền lời một tháng 6 triệu. Nhưng khi có 1 tỷ rồi cái đầu tự nhiên nó lại tiếp tục muốn tăng tốc. Chúng ta đầu tiên chúng ta chưa có tiền thì chỉ có ước thế thôi. Ê, chỉ có ước trong tay 1 tỷ thôi. Không bao giờ để có được 1 tỷ. Làm tới 2018 được hơn 200 triệu. Đất dạo rẻ mua 100 mét vuông 190 triệu. Con bé kia mẹ nó cũng kẹt tiền nó bán nó mua lô đất ở ngoài này 600 triệu. Và sổ ngân hàng nữa chẳng ai mua, mình liều mình mua 190. Bữa nay lên 800 triệu. Đó, lô tôi mua 190, dạo ấy 2018 tôi có hơn 200 triệu mua cho thằng nhóc, tôi kể lại cho anh em. Chỉ nghĩ trong đầu bây giờ sẽ không bao giờ có được 1 tỷ. Hơn 200 triệu mà tới 28 rồi mà tôi vẫn có hơn 100 200 triệu. Tôi mua lô đất 190 cho thằng con trai năm nay 4 tuổi. Nó đẻ 27, 28 đầy năm thôi nôi. Thì tôi tặng nó bữa nay gần 800 triệu. Đó. Ok chưa? Cái may mắn đó là đơn giản cái lô đất 190 triệu đó. Để bây giờ để rồi để lại thành công. Nên cuộc sống là như vậy. Nên chúng ta cứ mơ đi, mơ tới 500 thôi anh em mà chưa có tiền. Rồi nó sẽ lên 1 tỷ, có 1 tỷ anh em sẽ tăng tốc. Đầu tư mà. Đấy. 2 tỷ 8 cái hết cái mùa Covid từ đây bao nhiêu nhỉ? 20 tháng 7. 20 tháng 7 ở Bình Định này ngưng tất cả hoạt động bất động sản đấu giá, nhà ai ở nhà đó tiếp 20 tháng 7 đúng nghỉ. Tới tiếp tục đầu tháng 9 hoạt động lại cho 2 tháng đi. Tới cho 20 tháng 9 đi, 20 tháng 7, 20 tháng 9, 2 tháng hoạt động lại. Bữa nay là bao nhiêu tháng 10, 10 mấy tháng 10. Chưa đầy 3 tháng. 20 tháng 9 tới 20 tháng 10. Đương nhiên nó đầu tư 2 tỷ 8 giờ đòi 3 tỷ 2.
Bữa đấu thì chưa tới 2 tỷ 8, bữa đấu may lắm 2 tỷ 6. Đó, đấu cái lô đấy trúng 2 tỷ 6. Người ta mới ra giá 2 tỷ 8, người ta bán đời 200 sang tay hoặc để cho vào một tuần nửa tháng. Đấy, bây giờ Covid xong nó đứng lại xong bây giờ 3 tỷ 2 kiếm 600 triệu thì đương nhiên 2 tỷ 8 nó phải lên, 2 tỷ 6 nó phải lên 3 tỷ 2 chứ, kiếm 6 lít. Đúng là dân người ta có tiền là nó như vậy, chỉ mình thua thôi. Thì đương nhiên đấu giá 2 tỷ 6 mà ông nào có mà khủng bán 2 tỷ 7 sang tay hay là để một tuần hay là nửa tháng hoặc là một tháng, 2 tỷ 8 nó là quy luật số tiền lớn. Thế mình bữa mình điện loay hoay mình bán lô đất mình bù thêm ít nữa, giờ bán 3 tỷ 2 kiếm 4 lít rồi, không biết. Bây giờ thấy Covid người ta chủ người ta chưa bán được, giờ 3 tỷ 2 kiếm 6 lít. Mẹ 6 lít để mà sửa xe cỡ Đình Tuấn ở đây từ 2010 về cho tới 2018 đi, 8 năm trời hơn 200 triệu. Đó là để hai đứa con ra nuôi ăn học, nuôi lúc nhỏ đi lên. Dư tiền tiết kiệm được hơn 200 triệu. 8 năm. Mà người ta đây có tiền nhiều, mẹ nó bỏ đúng 3 tháng Covid kiếm 600 triệu. Đời anh em không biết được gì. À, hôm nay có một người biết Thanh Mai ở Đắk Lắk chuẩn bị khóa học online, hai anh em vào sẽ biết. Ok, biết Mai Thanh, quên tên rồi, đâu tên gì nhỉ? Quên tên rồi, chưa ghi. À, Chí à? Ở cái điện thoại là để trong này, đây tên gì đó. Đúng rồi, Kuma Honda Thái chứ, Honda Thái. Ở sao tên Chí nhỉ, Kuma. Ở chắc anh em nhiều tên. Em nói chuyện ok, cảm ơn Thân Mai. Bữa nào anh sẽ có chuyến đi Đắk Lắk, ở ghé anh em chơi luôn. Mình định đi lên Đắk Lắk 6 tiếng đúng không? Đi lên bến xe Đắk Lắk 6 tiếng, đi giường nằm. Thì 8 giờ đi, tới sáng mới tới nơi, tới khoảng 1-2 giờ sáng kiếm cái nhà nghỉ nào ngủ, sáng mai gặp anh em. Ở đây xe 8 giờ Quy Nhơn nó mới chạy giường nằm, còn xe Ford là chạy từ 6 giờ sáng, xe giường nằm 8 giờ tối lên tới bến xe Đắk Lắk phê phết. Rồi thôi, clip đến đây là xin phép được tạm dừng anh em, để thì Tuấn tư vấn cho anh kia mua con Moto Cantab và mình phải tập thể dục tí chứ bụng bữa nay anh em ạ. Mình chưa có bụng nhiều nhưng thật sự cái bụng này là muốn no, để ít bữa nữa đi tập cái tạ phát. Anh em thấy không, người nó chắc lắm. Bữa nào đi tập tạ chút cho nó lên, người nó đẹp đẹp chút. Hôm nay 70 kg rồi anh em ạ. Bụng không, 70 kg. Hoạt động bình thường anh em. Rồi ok Thanh Mai. Rồi xin chào toàn thể anh em thợ máy nhá. Sức khỏe, thành công nha anh em. Chỉ biết sức vậy thôi. Tiền tài tài lộc nó phải có cái sự may mắn, ông bà tổ tiên trời đất phù hộ, ắt sẽ thành công. Khi thành công làm đâu thắng đó, đụng đâu là có tiền, đụng đâu có tiền. Nhưng đơn giản bản thân Đình Tuấn ở đây được anh em tin tưởng, anh em thấy không, toa hàng lên liên tục. Chủ nhật mình vẫn có toa. Và lúc nãy thứ hai mình đã đăng lên cho anh em một đống. Và lúc nãy mình chưa về nhà luôn, mình ăn tô phở kia tiếp tục lên được 1, 2, 3, 4, 5, 6 toa hàng. Và 7 toa khoa học online. Liên tục sổ sách và tư vấn anh em. Đó là cái lộc. Mà làm sao để được cái lộc đấy? Thì anh em biết rồi. Thì phải làm sao anh em tự tin chứ. Bây giờ anh em không khoái thì anh em mua làm cái gì? Thằng Đình Tuấn nó lừa anh em thì thật sự một người chạy mất dép, đúng không? Đấy, ok. Nhiều lúc anh em chuyển khoản một phát 30 triệu, đặt quá trời niềm tin vào mình luôn. 30 triệu nhiều lúc anh em làm cả năm, 2 năm.
Nhưng nhiều anh em muốn chuyển phẹt một phát 30 triệu. Tuấn mấy ngày mình nhận hàng. Ở bảo anh em nhanh thì 3 ngày, không có 5 ngày. Ok. Tới mức độ như vậy. Thì còn anh em nào chưa tin tưởng thì chúng ta hãy đặt cọc 1 triệu. Thế thôi. Còn tin tưởng, không tin tưởng nữa. Nếu mà tin rồi ấy, ok mình ship luôn. Tại sao ở đây tình trạng bom hàng với tình Tuấn là nó cực kỳ là ít. Khoảng 500 anh em thì chỉ có một người bom hàng. Người ta xảy ra sơ suất gì hoặc là người ta không nhận. Còn đa số người ta nhận hàng hết. Đấy, nên mình chẳng ngại. Vấn đề mua bán thì bom là chuyện bình thường. Nhưng được anh em ủng hộ. Đó là cái ok. Thế thôi. Còn tất cả máy ở đây anh em đều phải cọc 1 triệu. Sẽ không bao giờ mất. 30 triệu không mất thì 1 triệu làm sao mất. Đi Tuấn nói là làm. Rồi, xin chào mọi người. Giơ tay chào nhau cái nhỉ. Tạm biệt. Chào nhau cái. Anh em yên tâm đi. Để cái Covid này ok, Tuấn làm đất được. Và đồng thời cái hai cái sổ ngân hàng thì Tuấn lấy ra được. Không còn nợ ngân hàng. Đóng tiền lời tháng hiện tại đang là bao nhiêu? 9 triệu 7, 9 triệu. Thì ok hết với anh em. Lọc vào mình sẽ tri ân anh em. Cứ yên tâm điều đó. Được chưa? Thì không thể nào mình tham được hết tất cả. Kiếm cái này vô vàng. Lấy kia vô vàng. Cái gì cũng mỏng mỏng chút. À, còn đất thì đương nhiên mình phải đầu tư nhiều. Nó khác với cái máy này mình đầu tư hơn 10 triệu. Còn đất mình đầu tư từ nửa tỷ cho tới khoảng vài tỷ. Nó lại là khác. Đó. Thì anh em phải hiểu điều đấy. Tiền càng nhiều thì đương nhiên phải có lợi nhuận. Mua bán có xe quay Trung Quốc khác với có xe Avalanche. Và Avalanche phải khác với SH. SH bỏ số tiền nhiều hơn, phải có lợi nhuận nhiều hơn. Còn Jim Way mua 2 triệu ở nhà Tân Trang. Hết triệu tiền vốn, 3 triệu phải bán 3 triệu rưỡi, 4 triệu chứ. Còn Avalanche mua 30 triệu phải bán 33 chứ. Phải 35 chứ, tùy theo đài. Đấy, đó là chuyện bình thường, đó là làm ăn. Rồi, xin chào. Thần Mai ơi, anh không biết là anh phải tặng chú cái gì nữa. Anh nói thật luôn. Anh không biết phải tặng em cái gì luôn rồi đấy. Anh làm hết khả năng rồi. Em hỏi được bao nhiêu người như em. Anh dám khẳng định luôn Thần Mai. Mày khẳng định có cái bóng đèn ở đây luôn. Anh chơi với chú như vậy. Anh không còn cái gì nữa đâu. Bán cái máy này thật sự anh em bảo lời vài triệu. Tùy. Nhưng anh em được nhận cái gì chẳng hạn như thế. Nói nôm na như vậy thôi. Đây, giống đơn giản, Motocan mua cao. Cái dạo mà Motocan chưa tặng Motobox. Được chưa? Thì cái máy này bây giờ trị giá cũ nó phải mười mấy triệu. Sẵn sàng bây giờ lỗ. Làm ăn bản thân một thằng đại lý còn lỗ. Bởi vì nhiều lúc công ty nó đưa giá rẻ quá. Thì bây giờ mình ôm hàng thì mình phải chấp nhận xuống. Ai cho? Thế vừa rồi ôm ngày bữa ôm mấy con Motocan. Dạo chưa khuyến mãi nha. Chưa khuyến mãi can tặng bốc. Tôi ôm mấy con Motocan tôi bán lỗ và bốc mới. Đại lý nào bù lỗ tôi không? Tự tôi chấp nhận. Đó. Ông nào cái dạo đấy mà ôm nhiều với cái giá mà dạo ấy Motocan đang không tặng Motobox ấy. Một cặp đấy trên 20 triệu. Chết đúc 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 đúc. Anh em biết không? Đấy. Đâu phải là đại lý. Ừ, thối tiền lại còn mơ. Có mà chịu khó nhìn lên trăng trên trời kia. Đếm hết sao trên trời đi. Rồi đại lý trả lời. Rồi đại lý duyệt. Có hỗ trợ hay không? Ví dụ bây giờ ôm khoảng 10 cái máy đi. Dạo đấy can chưa tặng bốc đi. Xong rồi công ty người ta ừ bán Motocan 16 triệu tặng Motobox 6 triệu 8. Ai chết? Tôi đây bản thân tôi cùng chết. Đấy, và nhiều anh em cũng vậy. Ừ, nhiều anh em mua trước chẳng hạn như thế. Tôi chết nhưng thật sự không biết kêu ai ấy. Rạo ấy tôi mua can. Sau này tôi phải bán can tặng bốc cho các bạn là các bạn phải biết gì rồi. Rồi, cái dạo đấy Motocan chưa tặng bốc, tiếp tục tôi đổi bất nhiều, rất nhiều cái máy và tôi mua lại những con can con bốc cũ. Đúng, làm ăn phải có lời, phải có lỗ. Easy tôi làm đất, chấp nhận cuộc chơi này thôi.
Làm đất đôi khi mẹ tôi đấu mẹ loạn quạng lỗ 5-70 triệu cả trăm là chuyện bình thường. Mình xui mình phải chấp nhận, bởi vì mình không tỉnh thì mình chết là chuyện bình thường. Con can này có bao giờ tôi bán giá dưới 10 triệu đâu, trên 10 triệu hết tôi mới tặng nó mà online, bởi vì tôi thu vào nó cao rồi đấy. Không, bây giờ nó rẻ như bây giờ tôi chấp nhận vài triệu mua tô can này thấm bằng nhiều. Nó không bằng ra ngoài đấu trường ra kia mẹ đấu khoảng vài lô đất thì mẹ sập nguồn bỏ cọc là chuyện bình thường, bỏ cọc là không có tiền để trồng vào. Nếu mà thành công ấy, đấu thành công là bán lướt là ăn tiền hoa hồng, chúng ta mới bỏ cọc thôi, đặt cọc thôi, bán lướt đấy, chúng ta sẽ thu hồi cái cọc ấy về nhà và đồng thời chúng ta bán lời. Đó là lướt 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 là thành công. Nhưng lướt không thành công thì phải chuẩn bị ở nhà còn bao nhiêu tiền để nó rủi ro nhất, một là bỏ cọc, hai là tung tiền để lấy đất để khỏi mất cọc. Còn bây giờ nhắm đen rồi, xoay sở nó bị yếu rồi, bây giờ đi vay nóng để lấy lô đất đi về, và cái tiền lô đất đấy lên giá ngang với cái tiền đi vay ở bên ngoài thì tội gì mà đi vay mất cọc vài chục triệu, là chuyện bình thường lắm anh. Còn cái máy này thật sự tôi lỗ vài triệu bạc tặng anh em nhóm học online, nó chẳng là cái mùi gì cả, đó là cái niềm đam mê. Cuộc sống là vậy. Còn anh em làm đất anh em biết, hoặc là anh em có bạn bè anh em làm đất biết, chứ tôi không nổ đấy, hỏi đi đấu giá đấy, mẹ đấu cho cố vào chúng không lướt được, không có người bán dùng được, không có đối tác mua được thì chấp nhận là phải ôm hoặc là mất cọc. Quy luật này nó là thế mà, muốn ăn mà không muốn nhả thì làm gì mà có. Bây giờ cứ muốn là mẹ đi đấu vậy, bán lướt vậy thì ông nào mà không giàu, có thằng nào là bất động sản mà lỗ đâu. Nhiều thằng làm bất động sản thì mẹ lỗ, thì mẹ vỡ nợ trốn nợ là chuyện bình thường, bởi vì số thằng này nó đen, nó ham nhiều tiền trong túi nó không dự tính được mà nó tham, nó vay bên ngoài là chết. Đâu phải là bất động sản thằng nào cũng giàu đâu. Anh em biết đi vào bất động sản không? Nó còn hơn con thiêu thân đánh ván bài, bởi vì đồng tiền ở trong ấy nó quá nhiều hơn là đặt cờ bạc, nên thằng nào cũng ham hết đấy. Những con ma đi đấu đất vào trong đấy ngửi thấy mùi tiền thì anh em nghĩ rằng ở nhà có thể rất tỉnh táo, nhưng có thể đi vào trong đấu trường thì nó quên hết tổ quốc, đơn giản đánh bài. Đi vào cái sòng này đánh cho vui thôi, giải trí. Mẹ tiền nó nhiều nó che hết cả mắt thì lúc ấy mang cả mạng ra để thí cũng có đấy. Nên đương nhiên mới sinh ra cái vấn đề vay nặng lãi, vay cực nóng 10 triệu ngày 500 vào trong sòng bạc 10 triệu bốc 10 triệu nhá, nó đeo túi tiền đây bốc 10 triệu đúng không, ok ngày 500 nhá cú. Cứ không cần biết mày đánh ván bài bốc 10 triệu thả 10 triệu bốc lên phải đưa 10 triệu 500, thua rồi cứ một ngày 500 đều đều thử không trả coi, thì nhà chỉ là sơn với mắm tôm, nó tới liên tục nó đập cửa thì anh em cũng cảm thấy điều đó xảy ra ở trong sòng bạc nóng hồi 10 triệu là tháng 5 triệu ấy. Ở đâu ngày 500 10 ngày 5 triệu tháng 15 triệu nóng tới mức độ như vậy thì tại sao không chết không đi trốn nợ được. Nó đâu có ép kề dao vào cổ ép mình là phải vay 10 triệu một ngày 500 đâu, nó không thể nào nó cứa cổ nó ép. Tự nhiên mình bảo chị em bốc 10 triệu 500 em đồng ý bốc không? Dạ em cảm ơn. Lúc đấy con cứ dạ em cảm ơn, em bốc, em cảm ơn chị nhiều. Thế là nóng trong người, uống trà thảo mộc đốc thơ thanh, vèo một phát kết cái tiếng đấy sắc mặt trắng, ok 10 triệu mở chén. Thế nó ra trắng thì vỡ mồm. Còn nếu mà nương nương trong tay run run 10 triệu còn đã được ít cây, đừng có mở chén, nghe tiếng nào thả thả nhẹ nhẹ 1 triệu 2 triệu để gỡ lại cái đó. Bạn nó nóng phà phát xong rồi em ngày 500 đấy nhá, dạ lúc đấy chỉ có dạ vâng vâng không, không là mẹ trẹo quai hàm hết, ok thôi thế thôi. Rồi đêm nay 2 tiếng 16 phút chia sẻ tâm sự giờ mai với tất cả những trò chơi
cuộc đời này luôn luôn xảy ra, thì chúng ta hãy cần bình tĩnh, học hỏi để mang lại sự thành công. Có chơi không mà rằn vậy anh. Ăn thứ gì không biết hả em? Trên đời thì Tuấn này có mỗi xì ke ma túy đá chưa sờ thôi. Còn không có cái gì là không dám đụng cả. Xin chào, có mỗi là chưa chưa vẽ hình nào trên người thôi. Vẽ vợ nó cạo đi mất. Chưa có vẽ cái hình con nào trên người hết, trắng. Bởi vì cha mẹ mình sinh ra nó như vậy, chỉ để như vậy, chứ không có vẽ. Đấy. Xin chào nhá, bye bye. Tuấn phải làm việc tí đây.